cầm tay chỉ việc rất là chi tiết cho các cơ sở y tế. Xin mời tiến sĩ Thư ạ. Chị Thư đã online được chưa? À đây rồi ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ. Sau đây thì xin cảm ơn chị Thu Anh và sau đây thì xin phép được bắt đầu phần trình bày của tôi ạ. Xin được hỏi các anh chị ở các đầu cầu có nghe và nhìn thấy được rõ không ạ? Nghe được và nhìn rõ. Thấy không ạ? Thấy và nghe tốt ạ. Vâng. Nghe rồi. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Trong cái phần trình bày của tôi hôm nay thì sẽ tập trung vào việc làm thế nào đấy để chúng ta có thể giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế ở ngoài cộng đồng cũng như là trong các môi trường có liên quan tới chăm sóc, điều trị người bệnh. Các anh chị cũng biết là chúng ta đã đi qua 3 làn sóng dịch và hiện nay thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với làn sóng thứ tư. Và các anh chị cũng có thể đã nhận thấy là càng với làn sóng dịch sau đúng không ạ, thì số ca nhiễm càng tăng lên, số bệnh nhân cũng ngày càng nhiều hơn và tỷ lệ tử vong thì cũng tăng rất cao. Trong làn sóng thứ tư này thì cho tới ngày hôm nay trên toàn quốc chúng ta đã có hơn 860.000 ca nhiễm và so với những cái làn sóng trước thì số ca nhiễm đã tăng 250 lần, số tử vong thì tăng tới 500 lần. Nếu như mà trong 3 làn sóng trước thì chúng ta luôn luôn ở trong top những cái nước mà kiểm soát dịch rất là tốt, đứng hàng thứ 44 đúng không ạ? Thì đến làn sóng thứ tư này thì hiện nay là chúng ta xuống vị trí thứ 177. Ta để anh chị thấy là hiện nay là chúng ta đang rất là khó khăn trong công tác kiểm soát dịch, đặc biệt là số bệnh nhân nặng và số bệnh nhân tử vong trong làn sóng thứ tư vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn. Những cái biện pháp mà chúng ta vẫn áp dụng rất là thành công trong 3 làn sóng trước như là khoanh vùng, truy vết, cách ly vân vân, thì đến làn sóng thứ tư này thì gần như là cũng không còn hiệu quả nhiều. Những cái số lượng nhiễm thì cũng vẫn không ngừng tăng lên, số ca nặng để lại những cái hậu quả nặng nề rất lớn và chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc triển khai những cái biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Và hiện nay thì cái câu hỏi là khi nào thì dịch COVID-19, bệnh dịch COVID-19 có thể kết thúc được thì có lẽ là cũng chưa có chuyên gia nào có thể có câu trả lời chính xác. Ngay cả với những cái quốc gia mà có tỷ lệ tiêm phòng vaccine tương đối lớn nhưng mà dịch bệnh thì vẫn bùng phát lại. Và hiện nay thì các anh chị cũng biết là mục tiêu của chúng ta là làm sao đấy, chúng ta vẫn phải cố gắng để mà kiểm soát được cái nguy cơ lây nhiễm của SARS-CoV-2 và đặc biệt là phải giảm thiểu được cái số ca bệnh nặng cũng như là số ca tử vong. Thế để đạt được cái mục tiêu đấy thì rõ ràng bây giờ nhân viên y tế là cái lực lượng quý giá nhất để mà có thể giúp cho nhân dân kiểm soát được dịch bệnh, để kiểm soát được bệnh nặng hay không, kiểm soát được người bệnh tử vong hay không. Cái này là hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên y tế. Thật ra nếu như mà nhân viên y tế đúng không ạ, chúng ta không an toàn, chúng ta không thể tự bảo vệ được mình trước nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 thì đương nhiên là chúng ta không thể nói tới cái việc là mình có thể bảo vệ được cái đối tượng mà mình phục vụ, bảo vệ được người bệnh của mình cách an toàn, cũng như là chúng ta không thể có một cái môi trường làm việc an toàn được. Các anh chị cũng thấy mặc dù là SARS-CoV-2 thì có nguy cơ lây nhiễm rất là cao ạ, đặc biệt là đối với cái biến chủng Delta trong làn sóng thứ tư này, nhưng mà hoàn toàn là mặc dù chúng ta chưa có những cái liệu pháp đặc hiệu để điều trị bệnh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta tuân thủ đúng những cái quy định, những cái hướng dẫn hiện hành hiện nay. Và đây cũng là nội dung mà tôi muốn trao đổi với anh chị
làm thế nào đúng không ạ để mà chúng ta có thể an toàn, bởi vì rõ ràng là chúng ta vẫn còn phải đối mặt với cả dịch Covid trong những cái ngày tháng tới, và trong suốt những cái ngày tháng như vậy thì quan trọng nhất đấy là làm sao đấy là chúng ta phải an toàn thì chúng ta mới có thể nói tới những cái việc tiếp theo được. Thế thì để đạt được cái mục tiêu đấy thì ở đây thì có 5 cái nguyên tắc mà tôi muốn trao đổi với anh chị hôm nay. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái môi trường làm việc an toàn, có thực hành an toàn trong một môi trường làm việc an toàn. Và ngoài ra thì cái việc xét nghiệm SARS-CoV-2 ở nhân viên y tế thì cũng rất là quan trọng để mà biết được một người có phải là COVID-19 hay không, đúng không ạ? Để mà có thể phát hiện sớm, để mà có thể cách ly kịp thời thì xét nghiệm vẫn là quan trọng nhất. Thế thì làm thế nào đấy để chúng ta có những cái chiến lược xét nghiệm phù hợp, hiệu quả, chi phí phù hợp với hầu hết các cơ sở y tế, nguồn lực vẫn còn hạn hẹp hiện nay, nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo là phát hiện được nhanh chóng nhất những cái nhân viên y tế mà có nguy cơ cao lây nhiễm để có thể có những cái biện pháp giãn cách, cách ly kịp thời. Và nguyên tắc thứ tư là phải thực hiện tốt cái hệ thống quản lý sức khỏe cho nhân viên y tế, phát hiện nhanh chóng kịp thời những cái trường hợp nhân viên có dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ hoặc là những nhân viên y tế mà có biểu hiện có những cái dấu hiệu phơi nhiễm nghề nghiệp. Và nguyên tắc cuối cùng là việc phải duy trì được kiểm tra giám sát, tuân thủ những cái thực hành phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2. Mỗi một nhân viên y tế là một cái mắt xích trong công tác phòng chống dịch ạ. Nếu như là một mắt xích lỏng lẻo thì các anh chị thấy là toàn bộ hệ thống của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Một nhân viên y tế bị nhiễm thì có thể cả nhóm, cả team thì cũng sẽ phải dừng làm việc. Nó làm thế nào đấy để cho tất cả mọi người đều có ý thức tuân thủ đúng những cái biện pháp an toàn, những cái thực hành an toàn, thì không có cách nào khác là chúng ta phải thực hiện cái việc kiểm tra, giám sát phải trở thành một cách thường quy. Thế sau đây thì xin phép anh chị là chúng ta sẽ đi vào từng cái nội dung một ạ. Thứ nhất là cái môi trường làm việc cho nhân viên y tế. Đặc điểm của virus SARS-CoV-2 thì có thể lây nhiễm qua nhiều đường khác nhau ạ. Và một trong những cái con đường mà các anh chị nghe tới nhiều đấy là có thể lây truyền qua đường không khí. Khi mà người mang mầm bệnh đúng không ạ, ho, hắt hơi, hoặc khi mà chúng ta thực hiện những cái thủ thuật, kỹ thuật mà có can thiệp, có kích thích vào đường thở của người bệnh, thì đấy là những cái thời điểm thuận lợi để cho những cái giọt chất tiết hô hấp mang mầm bệnh và nhỏ có thể phát tán ra từ người bệnh. Những giọt chất tiết hô hấp rất nhỏ mang mầm bệnh như vậy người ta gọi là những cái giọt khí dung, là những cái giọt mà có khả năng phát tán rộng ở trong không khí tới vài chục mét tính từ người bệnh. Và chính vì phát tán rộng như vậy nên là cái khả năng những cái giọt này lơ lửng ở trong không khí, có thể là lơ lửng trong không khí trong cái thời gian kéo dài, thậm chí là vài giờ. Do đó mà khi mà chúng ta phải làm việc trong cái môi trường đúng không ạ, có nguy cơ tiếp xúc với những cái đối tượng nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19, thì cái nguy cơ mà chúng ta hít phải những cái giọt khí dung trong không khí đấy là trong không khí là rất lớn. Do vậy mà cái yêu cầu về kiểm soát thông khí ở những cái nơi làm việc của nhân viên y tế rất là quan trọng. Nếu như chúng ta muốn nói tới sự an toàn của nhân viên y tế, thông khí ở đây thì được hiểu là gì ạ? Thông khí ở đây là làm sao đấy, cái môi trường không khí tại nơi mà có người nguy cơ cao đấy là đã có nguy cơ ô nhiễm những cái giọt khí dung rồi. Thế thì chúng ta phải hòa loãng tối đa cái không khí ô nhiễm đi ra bằng cách là gì? Luôn luôn có sự lưu thông, đưa khí sạch vào, đúng không ạ? Đưa nguồn khí sạch từ bên ngoài vào để hòa loãng cái không khí ô nhiễm ra. Một mặt thì chúng ta lại liên tục chúng ta hút cái không khí ô nhiễm ra ngoài môi trường một cách có kiểm soát, đấy, thông qua hệ thống lọc, thông qua hệ thống khử khuẩn để đảm bảo là không phát tán những cái mầm bệnh ra môi trường xung quanh. Thế cái sự lưu thông liên tục như vậy giữa việc cấp khí sạch vào và hút khí ô nhiễm ra thì người ta gọi đấy là thông khí ạ. Cái này phải nói, phải hiểu rõ để tránh cái việc là gì. Hiện nay có một số nơi là thay vì chúng ta tập trung vào cái việc kiểm soát thông khí cho là tốt, thì chúng ta lại áp dụng những cái biện pháp, ví dụ như là phun hóa chất khử khuẩn vào không khí này, hay là chiếu đèn cực tím, phun hóa chất vào trong buồng phòng, đúng không ạ? Chiếu đèn tia cực tím vào trong buồng phòng, vân vân, thì chắc chắn là những cái biện pháp đấy không thể nào mà kiểm soát không khí được. Giọt khí dung thì có thể phát tán ra bất kể lúc nào trong môi trường không khí, có thể lơ lửng ở trong không khí kéo dài như vậy, và không có cái hóa chất nào phun ra mà cứ lơ lửng trong không khí để mà loại bỏ những cái giọt khí dung như vậy. Hay là đèn cực tím, đúng không ạ? Đèn cực tím loại tia chiếu UVC là những cái tia có khả năng khử khuẩn trong cái phạm vi hẹp,
khi mà các anh chị đặt đèn ở đâu thì tia UVC sóng ngắn có hiệu quả khử khuẩn chỉ có thể khử khuẩn được những cái bề mặt trong phạm vi 1,5 đến 2 mét xung quanh cái vị trí chúng ta đặt đèn thôi. Và cho dù là phun hóa chất hay là sử dụng đèn cực tím thì cũng chỉ có tác dụng khử khuẩn bề mặt, chứ không có thể nào mà không có thể nào mà kiểm soát được cái ô nhiễm ở trong không khí. Và để có một cái môi trường an toàn, đúng không ạ, để có điều kiện thông khí đảm bảo thì không có cách nào khác mà chúng ta phải kiểm soát được cái sự lưu thông không khí ở đây, là cái dòng khí sạch cấp vào cũng như là những cái không khí ô nhiễm được hút ra. Thế ở đây có ba hình thức thông khí, anh chị nhìn trên slide này anh chị thấy. Thứ nhất là thông khí tự nhiên, thứ hai là thông khí cơ học, và thứ ba là thông khí phối hợp. Phối hợp ở đây là kết hợp giữa cả thông khí tự nhiên và cả thông khí cơ học. Cái thông khí tự nhiên là cái hình thức mà hiện nay chúng ta vẫn đang áp dụng phổ biến nhất, không có can thiệp gì từ các máy móc trang thiết bị cả. Hoàn toàn là chúng ta tận dụng vào những cái khe hở có sẵn, đúng không ạ? Những cái khung cửa mở có sẵn, những cái khoảng mở có sẵn ở trong buồng phòng, để làm sao đấy chúng ta đưa được tối đa không khí sạch từ bên ngoài vào. Cái việc này thì sẽ rất là có ý nghĩa nếu như mà những cái đơn vị nào, những cái khu vực nào mà chúng ta đang trong quá trình thiết kế, chúng ta đang xây dựng, đặc biệt là trong những cái bối cảnh dịch dã hiện nay, thì khi mà thiết kế tòa nhà thì chúng ta phải rất là chú ý tới cái vấn đề này. Làm thế nào, như thế nào là thông khí tự nhiên đảm bảo? Ở đây có một số nguyên tắc thì các anh chị lưu ý để mà khi chúng ta sửa sang, đúng không ạ, khi mà chúng ta thiết kế lại những cái khu vực làm việc của mình, thì chúng ta có thể đưa ra được những cái yêu cầu cụ thể cho đơn vị thi công, họ có thể hỗ trợ, họ triển khai theo đúng như cái mong muốn của mình. Thế thông thường là gì? Nếu như mà ở những cái tường đối diện với cửa ra vào ấy, thì những cái khoảng mở trên tường đấy phải đạt được ít nhất là 10% diện tích ở cái mặt đối diện của phòng. Đấy, cửa mở ra, đúng không ạ? Thì trên cái tường ở phía đối diện đấy thì cái diện tích cửa sổ mở hoặc là những cái khe hở, những cái khoảng mở đấy thì phải đạt được ít nhất là 10% diện tích của cái buồng đấy. Hoặc là đơn giản hơn, người ta có thể tính cái tỷ số giữa diện tích cửa sổ có trong phòng trên diện tích nền nhà. Thì cái diện tích cửa sổ có thể mở được thì phải đạt được ít nhất là 20%, 1/5 so với diện tích sàn nhà. Nếu như mà cái buồng phòng đấy, đúng không ạ, có diện tích sàn nhà là 10 m², thế thì những cái cửa sổ mở ra thì phải có diện tích được ít nhất là 2 m². Thì như thế thì mới đảm bảo được cái lượng khí sạch cần thiết cung cấp vào trong buồng phòng để có thể hòa loãng tối đa được những cái không khí ô nhiễm trong buồng phòng. Và ngoài ra, khi mà vào trong một cái buồng phòng để biết được là thông khí tự nhiên có đảm bảo hay không ý, thì các anh chị có thể đánh giá dễ dàng qua những cái mùi mà chúng ta ngửi ở trong buồng phòng đó. Nếu như mà vào trong buồng phòng cảm giác ngột ngạt, cảm giác có những cái mùi rất là khó chịu, ví dụ như là mùi hóa chất này hoặc là mùi của cơ thể người này, thì chắc chắn là những cái buồng đấy là chưa đảm bảo được cái điều kiện về thông khí. Thế còn thông khí cơ học thì là như thế nào ạ? Thông khí cơ học ở đây ý, thì được hiểu là cái việc mà chúng ta kết hợp và chúng ta chủ động, đúng không ạ, đưa không khí sạch vào trong buồng phòng cũng như là chủ động hút cái không khí ô nhiễm ra khỏi buồng phòng. Thì ở đây là người ta sẽ sử dụng hai cái hệ thống là hệ thống quạt cấp khí và hệ thống quạt hút khí. Các hệ thống quạt để mà đưa không khí sạch từ bên ngoài vào cũng như là cái hệ thống quạt để mà hút cái không khí ô nhiễm từ trong buồng phòng đi ra. Thì đấy là gọi là hệ thống thông khí cơ học. Thế thì ở đây các anh chị thấy có những cái vị trí này, mặc dù là chúng ta đã có thông khí tự nhiên rồi, nhưng mà trong những cái buồng, ví dụ như là buồng nghỉ của nhân viên y tế chẳng hạn, hay là buồng điều trị của bệnh nhân, đúng không? Ví dụ như cái giường ngoài này thì về cơ bản là thông khí là tốt, có cửa ra vào, có cửa sổ mở ở bên đối diện với cái diện tích là cũng tương đối đảm bảo. Thế nhưng mà ở những cái vị trí giường như này chẳng hạn thì các anh chị thấy là hoàn toàn rất là bí, đúng không ạ? Không có, tức là rất là đôi khi là khó khăn trong cái việc kiểm soát, tách biệt hẳn một cái không gian rất là bí. Thế thì trong những cái tình huống như này thì người ta có thể tăng cường bằng cách thì người ta lắp những cái quạt hút đấy để tăng cường cái lưu thông không khí ở trong buồng này, tức là đưa liên tục những cái không khí ở trong buồng ra ngoài một cách có kiểm soát. Thì cái đấy gọi là thông khí cơ học ạ. Ở với những cái khu vực có nguy cơ cao, theo cái nơi mà thường xuyên phải tiếp xúc với những cái đối tượng nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 rồi ấy, thì người ta vẫn khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng hình thức thông khí phối hợp. Thông khí phối hợp ở đây là kết hợp giữa thông khí tự nhiên và thông khí cơ học. Thông khí kết hợp hỗn hợp này thì vẫn là tốt nhất ạ, bởi vì thông khí tự nhiên thì không phải là lúc nào chúng ta có thể sử dụng được. Nhiều khi nếu như mà điều kiện thời tiết nó không thuận lợi, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mở hết cửa ra
để mà chúng ta có tận dụng đưa tối đa không khí từ bên ngoài vào được. Thời tiết quá nóng, quá lạnh chẳng hạn, thì không phải là lúc nào cũng có thể mở cửa được. Hoặc là đôi khi là vì cái sự an toàn của người bệnh, vì điều kiện an ninh của buồng phòng, bệnh phòng, thì không phải lúc nào cũng có thể mở tung hết cả cửa ra được. Thế trong trường hợp như vậy, nếu như mà chúng ta có thông khí phối hợp ý, thì chúng ta có thể chủ động ngay trong những cái tình huống mà chúng ta không thể tận dụng thông khí tự nhiên, thì chúng ta sẽ sử dụng thông khí cơ học để chủ động. Hoặc là nếu mà chúng ta kết hợp được cả thông khí tự nhiên, cả thông khí cơ học cùng song song, thì đấy cũng là cái biện pháp rất là tốt, tăng cường được tối đa thông khí ở trong buồng phòng. Và khi mà sử dụng những cái hệ thống thông khí cơ học này ý, thì các anh chị cũng lưu ý là gì? Những cái quạt cấp hay là quạt hút ý, thì là phải thường xuyên được làm sạch, thường xuyên được duy trì, bảo dưỡng, đúng không ạ? Nhiều khi ở trong phòng vào thì có quạt cấp, quạt hút đầy đủ, nhưng mà có chạy hay không nhiều khi chúng ta cũng không để ý. Đấy, hoặc là những cái quạt cấp hút đấy không được bảo dưỡng thường xuyên, không được kiểm tra hoạt động thường xuyên, hoặc là để bẩn như thế này, đúng không ạ? Không làm sạch định kỳ. Khi mà những cái quạt cấp, quạt hút đã bẩn như thế này thì nó chẳng phát huy tác dụng gì cả. Thậm chí là khi mà chúng ta bật lên thì nó còn tăng cái nguy cơ phát tán những cái chất bẩn, chất ô nhiễm trong buồng phòng, và tăng cái nguy cơ không khí, tăng cái nguy cơ làm ô nhiễm không khí, chứ không phải là kiểm soát được cái chất lượng không khí nữa. Thay vì là làm sạch không khí thì nó lại trở thành cái nguồn để mà gây ô nhiễm không khí. Ngoài cái việc là chúng ta kiểm soát được việc đưa khí sạch vào và hút không khí ô nhiễm ra, một cái yêu cầu nữa cũng quan trọng đối với thông khí ở những cái nơi làm việc của nhân viên y tế là gì ạ? Chúng ta phải kiểm soát được cái hướng di chuyển của luồng khí. Cái không khí bao giờ cũng phải đi từ nơi sạch nhất, đúng không ạ, tới những cái nơi kém sạch hơn. Thế những cái nơi nào được hiểu là nơi sạch? Nơi nào mà nhân viên y tế làm việc, đúng không ạ? Những cái nơi mà chúng ta hiện diện thường xuyên, cái nơi mà chúng ta làm việc hàng ngày, chúng ta nghỉ ngơi hàng ngày, thì đấy là cái nơi sạch nhất. Và khi mà có mở cửa sổ, đúng không ạ, khi mà có thiết kế xây dựng nhà cửa vân vân, thì bao giờ người ta cũng sẽ ưu tiên đặt những cái vị trí làm việc của nhân viên, đặt những cái vị trí nhân viên, những cái khu hành chính ở nhân viên ở cái đầu hướng gió để mà có thể đưa được tối đa không khí sạch vào. Và những cái khu vực mà ngoài khu vực của nhân viên y tế, ví dụ như là những cái khu vực liên quan đến người bệnh, liên quan đến những cái đối tượng nghi ngờ COVID, rồi những cái khu vực như là khu vực lưu giữ đồ bẩn, đồ ô nhiễm, lưu giữ chất thải vân vân, thì đấy là những cái khu vực ô nhiễm. Thế thì không khí bao giờ cũng phải kiểm soát, các bạn, làm sao đấy nó phải đi từ nơi sạch nhất là nơi ở khu vực liên quan đến nhân viên y tế tới những cái nơi kém sạch hơn, đấy là những nơi mà liên quan tới người bệnh, liên quan tới đối tượng nghi ngờ và liên quan đến cái xử lý đồ bẩn, đồ ô nhiễm, nhà vệ sinh vân vân. Cái kiểm soát cái hướng di chuyển của không khí rất là quan trọng. Ngoài cái việc đảm bảo tốc độ thông khí và đảm bảo được số luồng khí sạch đi vào cũng như là số luồng không khí ô nhiễm đi ra, thì chúng ta cũng phải kiểm soát được cái hướng di chuyển của không khí này và đảm bảo là di chuyển từ nơi sạch cho đến nơi kém sạch hơn. Và thông thường thì các anh chị thấy là gì? Người ta sẽ phải rất chú ý tới cái vị trí đặt quạt cấp khí sạch này, phải rất chú ý tới những cái vị trí đặt quạt làm mát, đúng không ạ? Quạt mà để đưa khí sạch vào thì bao giờ cũng phải lắp từ những cái vị trí liên quan tới nhân viên y tế. Rồi những cái vị trí làm mát thì bao giờ những cái quạt làm mát, đúng không ạ, những cái thiết bị làm mát thì bao giờ cũng phải đặt ở cái vị trí là từ nhân viên y tế thổi ngược lại ra phía bệnh nhân sang những cái khu ô nhiễm khác để đi ra ngoài cửa sổ, chứ không bao giờ người ta lại đặt quạt theo cái chiều là từ bệnh nhân hay từ những cái đối tượng nghi ngờ tới nhân viên y tế cả. Thế như thế là thông khí càng lớn, đúng không ạ, cái tốc độ thông khí càng lớn thì cái nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế lại càng cao. Hay anh chị thấy có thể đây là ví dụ một cái buồng làm việc của nhân viên y tế ạ. Ở những cái khu vực ngoại ô hoặc là khu vực nông thôn thì nói chung khi mà chúng tôi xuống các bệnh viện dã chiến ý, thì cái điều kiện thông thoáng rất là tốt. Đấy, rất nhiều cửa sổ nằm giữa cái khoảng sân rất là thông thoáng, về vấn đề thông khí thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng mà tuy nhiên với những cái khu vực ở trong đô thị, đúng không ạ, thì việc để mà mở được cửa sổ ý, thì không phải là chỗ nào cũng làm được. Đây, các anh chị thấy ví dụ những cái buồng khám của nhân viên này, những cái buồng đón tiếp người bệnh của nhân viên như thế này, hoàn toàn là chỉ có duy nhất một cái cửa ra vào thôi. Đây là cái nơi mà duy nhất để có thể đưa không khí sạch từ bên ngoài vào được. Thế còn ngoài ra là nhà ống, nhà kín hết, không có thể mở cửa sổ đâu cả. Thế trong với những cái buồng phòng như vậy thì rõ ràng là chúng ta phải kết hợp cái hệ thống thông khí cơ học vào đây. Thế là chúng ta phải chủ động đưa được khí sạch vào, đưa thêm được khí sạch vào, cũng như là đồng thời chúng ta phải chủ động, chúng ta phải hút được cái khí ô nhiễm này ra
ta với những cái buồng phòng theo thiết kế kiểu nhà lô nhà ống này thì bắt buộc là chúng ta phải có hỗ trợ thêm cái hệ thống thông khí cơ học nữa. Nhưng mà tuy nhiên khi mà thiết lập cái hệ thống thông khí cơ học này đúng không ạ, thì cũng phải xác định rất là rõ ràng chỗ nào sẽ là cái chỗ để mà đặt được cái quạt đưa khí sạch vào, chỗ nào là chỗ mà có thể phù hợp để lắp được những cái quạt hút được tối đa không khí ô nhiễm ở trong buồng phòng ra ngoài một cách an toàn. Đây các anh chị thấy ví dụ như cái buồng này chẳng hạn, đây cái vị trí sát cửa này sẽ là cái vị trí sạch nhất bởi vì là cái vị trí mà không khí đi vào nhiều nhất. Nhưng mà tuy nhiên khi mà sắp xếp vị trí làm việc cho nhân viên y tế đúng không ạ, thì người ta lại xếp cái ghế của nhân viên y tế ở cái vị trí mà xa nhất cái cửa này. Thế còn cái đối tượng nghi ngờ đúng không ạ, đối tượng người bệnh liên quan tới COVID-19 thì lại ngồi ở gần cái vị trí cấp khí sạch này hơn. Thật ra vô hình dung là gì, cái nơi mà ô nhiễm nhất là vị trí người bệnh này thì lại là nơi mà khí sạch đi vào nhiều nhất đúng không ạ. Thế còn cái nơi mà khí sạch cần đi vào nhiều nhất đấy là vị trí ngồi của nhân viên y tế thì lại là đi vào ít nhất. Ta cái sắp xếp vị trí này là không phù hợp. Ta trong cái buồng này thì chúng tôi không chụp được cái quạt, nhưng mà cái quạt thì họ lắp ở đâu? Quạt thì lắp ở ngay phía sau cái ghế ngồi của người bệnh này. Thế là quạt là gì? Cứ thế là thổi ngược hết đúng không? Từ phía người bệnh ra nhân viên y tế. Thế là với cái buồng phòng này thì chắc chắn là phải xếp lại. Xếp lại là gì? Vị trí ngồi của nhân viên y tế là phải ra ngoài gần cửa nhất. Nhân viên y tế phải đón được nhiều cái không khí sạch ở buồng phòng nhất. Và bệnh nhân thì phải ngồi ở vị trí cách xa cửa hơn. Thế còn vị trí quạt làm mát đúng không ạ, thì cũng phải lắp đặt từ phía nhân viên y tế thổi ngược lại từ phía bệnh nhân, chứ không bao giờ quạt lại để có thể để phía sau lưng người bệnh được. Thế còn đây là hệ thống quạt ạ. Ở đây là các anh chị thấy quạt này là quạt gọi là để đưa khí sạch vào. Cái quạt đưa khí sạch thì lại lắp ngay ở cửa ra vào này thì rõ ràng là không phù hợp đúng không ạ. Đây là cái nơi duy nhất để đưa khí sạch vào mà chúng ta lại ở đây ý, thì chỉ có thể lắp được là lắp cái quạt cấp khí sạch thì là được. Mình có thể lắp được cái quạt để mà tăng cường đưa khí sạch vào. Nhưng mà nếu như mà lắp cái quạt hút ở đây đúng không ạ? Cái vị trí này các anh chị nhìn thấy đây là vị trí quạt hút, tức là hút cái không khí ô nhiễm ở trong buồng phòng ra. Nếu như mà quạt hút mà lắp ngay ở cái vị trí khí sạch đi vào này thì bao nhiêu khí sạch đi vào thì nó sẽ hút ra hết. Nó không thể đảm bảo lưu thông không khí trong buồng phòng được. Do vậy cái vị trí quạt hút này cũng phải lắp lại đúng không ạ? Nó phải cách xa ít nhất là 2 mét, 1 mét đến 2 mét với cái vị trí mà cấp khí sạch đi vào. Cấp khí sạch thì bao giờ chúng ta cũng ưu tiên lắp ở cái vị trí nhân viên y tế, ở cái vị trí mà khí sạch đi vào. Thế còn quạt hút sẽ phải lắp ở vị trí cách biệt đúng không ạ, và phải có cái hệ thống xử lý để mà không khí ô nhiễm có thể đi ra ngoài cách an toàn. Thì đấy là để các anh chị hình dung được cái cách đúng không ạ, chúng ta sắp xếp cái nơi làm việc như thế nào, vị trí ngồi của nhân viên y tế ra sao, đặt quạt làm mát như thế nào, quạt hút thì đặt ở vị trí nào là phù hợp đúng không ạ, quạt cấp khí sạch đặt vị trí nào là phù hợp, thì cái đấy là chúng ta phải tính toán tới thì mới có thể đảm bảo được một cái môi trường không khí tại nơi, một môi trường không khí an toàn tại nơi làm việc nhân viên y tế. Chúng ta phải kiểm soát được cái tốc độ lưu thông không khí, là cái luồng khí sạch đi vào và luồng không khí ô nhiễm đi ra. Với những cái nơi làm việc của nhân viên y tế có phải tiếp xúc với đối tượng nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 thì người ta vẫn yêu cầu là cái tốc độ lưu thông không khí là đạt được 12 luồng không khí trong một giờ. Tức là trong một giờ số luồng khí sạch đi vào và số luồng khí ô nhiễm được hút ra thì phải đảm bảo được ít nhất là 12 luồng trong một giờ. Thì đấy là gọi là cái tốc độ lưu thông không khí chúng ta phải đảm bảo. Người ta sẽ xem cái thể tích luồng bao nhiêu, cái vận tốc gió đi vào bao nhiêu để người ta lắp được cho các anh chị những cái quạt cấp, quạt hút có vận tốc phù hợp, đạt được cái yêu cầu về lưu thông không khí theo yêu cầu mình đưa ra. Thì đấy là cái để chúng ta kiểm soát được lưu thông không khí. Nhưng mà ngoài kiểm soát được cái tốc độ lưu thông không khí đấy ra thì mình cũng phải kiểm soát được cái hướng di chuyển của luồng không khí bằng cách là xác định đúng không ạ, vị trí ngồi nhân viên y tế phù hợp, xác định vị trí đặt những cái quạt làm mát, đặt cái quạt cấp và quạt hút khí ở vị trí phù hợp để đảm bảo là không khí luôn luôn đi từ phía sạch nhất là từ phía nhân viên y tế ra những cái vị trí kém sạch hơn, là những cái vị trí liên quan tới người bệnh, liên quan tới xử lý những cái đồ ô nhiễm khác. Thì đấy là một số cái yêu cầu về thông khí đối với nơi làm việc của nhân viên y tế. Và để có một cái môi trường an toàn, môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế, ngoài vấn đề thông khí ra thì cái vấn đề vệ sinh, bề mặt môi trường thì cũng rất là quan trọng. Các anh chị biết rồi, virus SARS-CoV-2 thì có thể tồn tại ngoài cái việc là nó có thể lơ lửng trong không khí trong thời gian kéo dài tới nhiều giờ. Đây là một cái nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ ạ. Thì anh chị thấy là ngoài khả năng là có thể lơ lửng ở trong không khí tới 3 giờ thì virus SARS-CoV-2 cũng có thể tồn tại trên rất nhiều những cái loại bề mặt môi trường khác nhau đúng không ạ? Từ nhựa rồi kim loại
cho tới bìa giấy vân vân, gần như là cái chất liệu nào về mặt môi trường thì virus SARS-CoV-2 cũng thể có thể tồn tại từ nhiều giờ tới nhiều ngày. Bản thân bề mặt môi trường là cái nơi mà có nguy cơ rất cao ô nhiễm virus SARS-CoV-2, và chúng ta không thể nào mà làm việc được trong một cái môi trường an toàn nếu như mà chúng ta không kiểm soát được cái chất lượng vệ sinh bề mặt này. Và cái việc ấy, chúng ta làm vệ sinh bề mặt nhằm mục đích là gì? Làm sao đấy chúng ta có thể loại bỏ được tối đa virus SARS-CoV-2 nếu như mà có nguy cơ nhiễm trên bề mặt, đúng không ạ? Làm sao đấy có thể loại bỏ được tối đa, không phải là chỉ virus SARS-CoV-2 mà còn rất nhiều những cái chất ô nhiễm khác đấy, có thể có ở trên bề mặt môi trường. Thế thì để có thể loại bỏ được ô nhiễm trên bề mặt ấy, thì có mấy cái nguyên tắc chú ý là gì? Là chúng ta phải có phương tiện sạch, cái phương tiện phù hợp. Các chị biết rồi, cái việc mà chúng ta lau bề mặt, lau đồ dùng vật dụng mình sử dụng hàng ngày, đúng không ạ? Lau bàn, lau ghế hay là lau những cái đồ dùng thiết bị, cái bề mặt tại cái nơi mình làm việc ấy, thì đấy là cái công việc mà tôi nghĩ chắc là ai cũng đã làm rồi, ai cũng đã biết rồi. Nhưng mà làm thế nào cho nó đúng, đúng không ạ? Làm như thế nào để cho nó an toàn? Thì cái này thì vẫn phải nhắc lại. Bề mặt chỉ có thể sạch được khi mà phương tiện làm sạch của chúng ta sạch. Chúng ta không thể nào mà chúng ta cầm cái khăn không sạch để chúng ta lau bề mặt được. Chúng ta không thể nào mà chúng ta lại dùng một cái dung dịch hóa chất hay là cái dung dịch nước để làm sạch, nó đã không còn trong nữa, nó đục, nó bẩn, nó đổi màu rồi, mà mình vẫn cứ nhúng khăn vào đấy để mà mình lau, thì đương nhiên là nó cũng không thể sạch được. Nó nguyên tắc là phương tiện phải sạch, đúng không ạ? Khi chúng ta đã lau bề mặt thì khăn lau phải sạch, nước lau lúc nào cũng phải trong, lúc nào cũng phải sạch. Cái dung dịch hóa chất mà chúng ta sử dụng thì lúc nào cũng phải đảm bảo là đúng nồng độ quy định, và lúc nào cũng phải đảm bảo kiểm soát được sạch. Thế nào thì để có khăn sạch thì cái này các chị biết hoàn toàn chúng ta có thể đánh giá được bằng mắt bình thường thôi. Khi mà lau đúng không ạ, thì bao giờ người ta cũng sẽ gấp những cái khăn vuông vắn như thế này, sẽ dùng từng mặt để lau. Khi mà các anh chị lau một mặt, các anh chị thấy nó đã bẩn rồi, nó đã đổi màu rồi, khăn nó không còn nhìn, nó không sạch sẽ ban đầu nữa, thì lúc đấy là chúng ta phải thay đổi cái mặt khăn đi. Một cái khăn thì có thể lật được 3-4 lần, đúng không ạ? Khi mà tất cả các mặt khăn nó đã bẩn rồi thì đương nhiên lúc đấy là cái việc mà chúng ta sẽ phải thay một cái khăn khác. Thế còn khăn mà lau đã bẩn rồi muốn dùng lại thì đương nhiên chúng ta phải giặt sạch, một là chúng ta bỏ cái khăn đi, chúng ta thay khăn mới, hoặc là chúng ta phải giặt sạch cái khăn đấy. Chứ không thể nào một cái khăn dùng xong chúng ta cứ để vào một góc, xong lúc nào chúng ta cần lau chúng ta lại lấy chính cái khăn đấy. Tôi thấy nhiều người cứ để trong ngăn bàn, ngăn ghế, hoặc là treo vào một góc, chả lau xong chả giặt rũ chả gì cả, xong lúc mình cần lau mình ra đúng cái chỗ đấy mình dùng cái khăn mình đã dùng rồi mình lau lại. Thế thì như thế chúng ta càng lau đúng không ạ, thì chúng ta lại càng phân bổ lại chất bẩn, càng phân bổ lại chất ô nhiễm, chứ chúng ta không phải là loại bỏ chất bẩn nữa. Mục đích của mình là sao đấy, phải loại bỏ được tối đa chất bẩn. Thế còn hóa chất đúng không ạ, khi mà sử dụng thì cũng lưu ý là chúng ta phải sử dụng đúng, pha theo đúng cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Hiện nay trong cái kiểm soát bệnh dịch COVID-19 ấy, thì có hai loại hóa chất vẫn được khuyến cáo trong các quy định hướng dẫn rất là có hiệu quả trong việc loại bỏ virus SARS-CoV-2 trên bề mặt môi trường. Đấy là những cái hợp chất có chứa clo, ví dụ như là chloramin B 0,1%, nồng độ 0,1% là cái nồng độ có hiệu quả diệt virus SARS-CoV-2, hoặc là một số những cái loại hợp chất có chứa clo khác, đúng không ạ? Các anh chị có thể thấy ở trên cái slide này. Đấy, hợp chất chứa clo là một trong các loại có hiệu quả. Ngoài ra thì có thể sử dụng thêm các loại cồn như là ethanol, propanol hoặc là isopropanol với nồng độ từ 60-80%. Thì đấy cũng là cái nồng độ mà có hiệu quả để mà loại bỏ virus SARS-CoV-2. Thì đây là cái hai cái loại hóa chất được khuyến cáo. Thế còn ngoài ra, bất kể loại hóa chất vệ sinh bề mặt môi trường nào mà được phê duyệt của Bộ Y tế, hoặc có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế, thì đều có thể sử dụng để mà làm sạch một cách an toàn những cái bề mặt môi trường tại những khu vực mà có liên quan tới người nghi nhiễm hoặc là xác định nhiễm COVID-19. Thế thì khi mà sử dụng thì các anh chị lưu ý là gì? Đã dùng hóa chất thì phải đảm bảo nó đúng nồng độ. Mình pha nồng độ thấp quá thì nó không đảm bảo hiệu quả khử khuẩn. Còn pha nồng độ cao quá, hóa chất nào thì cũng có tác dụng phụ hết. Các anh chị lạm dụng hóa chất thì nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả không mong muốn. Ví dụ như là dùng hợp chất có chứa clo chẳng hạn, cái tác dụng ăn mòn thì ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Đặc biệt cái mùi thì rất là khó chịu, đấy, gây kích ứng, khả năng gây kích ứng cao, gây phá hủy những cái bề mặt, làm giảm tuổi thọ các bề mặt cũng nhanh hơn. Ta đã dùng hóa chất thì là phải pha chuẩn. Chloramin B là chúng ta dùng. Chloramin B hiện nay là cái loại phổ biến nhất, hoặc là Zaven cũng là cái nhóm thuộc hợp chất có chứa clo này, là hai loại dùng phổ biến. Thì khi dùng thì chúng ta phải pha cho nó đúng nồng độ. Để mà pha đúng nồng độ thì cũng rất đơn giản, đúng không ạ? Là chúng ta cần phải có những cái hộp hoặc là những cái xô có vạch định lượng. Định pha 1 lít, 5 lít hay 10 lít thì mình phải có định lượng trên đấy. Rồi phải có những cái cốc đong hóa chất để mà pha được nồng độ
0,1% thì quy định là phải có 40g đến 10 lít nước chẳng hạn. Đấy, pha 10 lít nước thì cần 40g, pha 5 lít nước thì cần 20g, thôi ví dụ như chẳng hạn. Thì chúng ta phải có những cái công cụ này, mặc dù nó rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà không có thì chả bao giờ chúng ta pha được đúng nồng độ cả. Mình cứ đổ ước lượng, đổ đại khái nước, đổ đại khái hóa chất vào đấy. Thì không bao giờ chúng ta có những cái dung dịch chuẩn, hóa chất chuẩn, và như thế thì cũng không đạt được cái hiệu quả khử khuẩn mong muốn. Chưa nói về cái việc là những cái tác dụng phụ, những cái hậu quả không mong muốn đối với chính cái trực tiếp người sử dụng cũng như là đối với các bề mặt môi trường. Đây là cái nguyên tắc tôi vừa nói, các bạn là phương tiện phải sạch này, hóa chất chúng ta dùng phải đúng này, và cái kỹ thuật lau thì cũng phải chú ý ạ. Đấy. Kỹ thuật lau ở đây là gì? Khi mà lau các bề mặt, đặc biệt là những cái bề mặt có nguy cơ cao lây nhiễm virus SARS-CoV-2, là những cái bề mặt mà tay mình động chạm thường xuyên, hoặc là những cái bề mặt người bệnh đúng không ạ? Động chạm thì nó tiếp xúc rất là nhiều, càng động chạm nhiều, càng tiếp xúc nhiều thì cái nguy cơ phát tán virus cũng như là cái chất ô nhiễm càng cao. Và chính những cái bề mặt động chạm thường xuyên như vậy người ta xếp vào là nhóm bề mặt có nguy cơ ô nhiễm cao. Thế là với những cái bề mặt này ấy, để mà có thể loại bỏ được tối đa những cái chất ô nhiễm cũng như là virus SARS-CoV-2 ở trên bề mặt ấy, thì kỹ thuật lau là phải đúng, đúng không ạ? Kỹ thuật lau ở đây là gì? Làm sao đấy những cái phương tiện mà chúng ta sử dụng trong quá trình làm sạch nó phải sạch từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc làm sạch. Không phải là chỉ có khi bắt đầu cái khăn lau chúng ta sạch, mà cái khăn đấy đúng không ạ? Cái hóa chất đấy, cái dung dịch đấy nó sẽ phải được luôn luôn sạch từ khi chúng ta bắt đầu lau cho tới khi chúng ta kết thúc lau bất kể những cái bề mặt nào, đặc biệt là những cái bề mặt mà có nguy cơ cao, bề mặt tiếp xúc thường xuyên như thế này. Thế làm nào để cho những phương tiện đấy luôn luôn sạch thì rất đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta cần phải để ý cách là gì? Khi nào thì chúng ta cần phải thay khăn, khi nào thì chúng ta cần phải thay nước, khi nào chúng ta cần phải thay hóa chất. Tôi đã nhắc anh chị rồi đúng không ạ? Cái khăn lau thì nó phải luôn luôn sạch. Thế khi mà mình một mặt nó bẩn, mình chuyển sang mặt khác, tất cả các mặt đã bẩn rồi thì mình phải thay sang cái khăn mới. Khi mà mình nhúng khăn vào cái xô hóa chất để mà mình tẩm hóa chất vào khăn đấy, bản thân cái dung dịch hóa chất mình đưa khăn vào mà nó còn không trong, nó không sạch nữa rồi, thì lúc đấy mình cũng phải pha hóa chất mới, mình đổ hóa chất cũ đi. Và không bao giờ người ta lại đưa cái khăn không sạch vào dung dịch hóa chất cả. Cái khăn vừa lau xong bụi bẩn đúng không ạ? Không bao giờ được phép cho nhúng vào xô hóa chất. Để cho những cái khăn bẩn, cho những cái đồ ô nhiễm vào hóa chất thì bản thân cái hóa chất này nó sẽ bị pha loãng ra. Thì hóa chất nhiều khi là giảm tác dụng rất nhiều hoặc là không còn tác dụng gì nữa, tùy theo cái mức độ ô nhiễm mà mình đưa vào dung dịch hóa chất đấy. Nó chỉ có những cái khăn đã sạch thì mới được đưa vào hóa chất đúng không ạ? Và hóa chất khi mà chúng ta lau chúng ta thấy nó đục, nó bẩn, nó đổi màu rồi thì mình cũng phải thay sang hóa chất mới. Thì đấy là những cái nguyên tắc rất là đơn giản ạ. Nhưng mà nếu như chúng ta không tuân thủ thì cái bề mặt trong quá trình lau thì nó sẽ bị ô nhiễm. Tôi không hiểu là các anh chị đã bao giờ ngửi thấy cái mùi rất là đặc trưng của những cái bề mặt không được làm sạch chưa? Một số nơi tôi đi, nếu như mà khi mà tôi đến vào cái thời điểm người ta chưa lau chùi dọn dẹp gì cả thì có thể là nó có cái mùi nồng nồng khó chịu một chút, nhưng mà nó cũng không phải là rõ rệt lắm, không phải ai cũng có thể cảm nhận ra ngay được. Nhưng mà nếu đến vào cái thời điểm mà người ta đang lau đúng không, hoặc là người ta vừa mới lau xong ấy, thì cái mùi đấy nó sẽ bốc lên rất là rõ rệt. Vừa khi chưa đến cửa, gần đến cửa khu vực đã ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu, mùi tanh tanh nồng nồng rất là khó chịu đấy rồi. Thế khi mà đi những cái nơi mà có cái mùi khó chịu đấy thì chả cần kiểm tra gì đúng không ạ, chỉ cần ngửi cái mùi thôi thì là chất lượng vệ sinh ở đấy là không thể đảm bảo được rồi. Càng lau thì mùi lại càng khó chịu, không lau thì cái mùi nó còn đỡ đi, nhưng mà càng lau càng nhiều thì cái mùi khó chịu lại càng bốc lên. Thế một trong những cái lý do chính là gì? Chúng ta không kiểm soát được cái phương tiện làm sạch của mình nữa. Cái khăn nó đã bẩn rồi nhưng mà mình vẫn dùng để lau, khăn nó ướt, nó bẩn, bản thân cái khăn đấy đã có cái mùi hôi rất là khó chịu rồi nhưng mà chúng ta vẫn cầm để lau. Cái nước lau đã đục, đã bẩn, thậm chí là đen xì rồi nhưng mà mình vẫn nhúng cái khăn nào đấy để mình lau tiếp. Tức là càng lau thì càng bẩn, càng lau thì càng ô nhiễm, càng lau thì càng phát tán cái mùi khó chịu. Nên cái việc lau chùi dọn dẹp này thì nó rất là đơn giản ạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không chú ý đúng không ạ, đến những cái kỹ thuật đơn giản đấy, thay khăn, thay rẻ, thay hóa chất cho đúng thì chắc chắn là chúng ta sẽ phân bổ thêm cái chất ô nhiễm trên bề mặt và không bao giờ chúng ta có thể ở trong cái môi trường an toàn cả. Và các anh chị cũng biết là gì, cái việc làm sạch những cái bề mặt này thì đương nhiên nó là việc của mọi người ạ. Không có một công nhân vệ sinh nào, không có một cái người chuyên trách làm vệ sinh nào mà có thể làm sạch được tất cả những cái bề mặt tiếp xúc thường xuyên này. Những cái người mà được thuê vào hoặc là những cái người được tuyển dụng để mà người ta làm những cái vị trí chuyên trách về vệ sinh ấy thì người ta có thể lau những cái đồ dùng vật dụng thông thường đúng không ạ, sàn nhà cửa, các thiết bị trong nhà vệ sinh vân vân. Nhưng mà những cái đồ dùng vật dụng mình dùng hàng ngày,
những cái thiết bị trong công việc mình sử dụng hàng ngày. Thì đương nhiên đấy là cái mà không ai có thể làm sạch được ngoài những người sử dụng ra. Và điện thoại tôi dùng hàng ngày, đúng không ạ? Máy tính tôi dùng hàng ngày. Rất nhiều những cái thiết bị khác sử dụng trong công việc, máy in, rồi bàn làm việc hàng ngày của tôi, đúng không ạ? Tất cả những cái thiết bị cầm tay hàng ngày. Còn nếu như mà làm việc trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì những cái thiết bị này còn nhiều hơn rất nhiều: băng đo huyết áp, ống nghe, rồi các xe thủ thuật, máy đo SpO2, bơm tim điện, vân vân, vô cùng nhiều những cái thiết bị làm việc hàng ngày của nhân viên y tế. Và đương nhiên những cái thiết bị đấy thì không một công nhân vệ sinh nào, không một người hộ lý nào được phép động chạm vào cái đấy cả. Và đương nhiên là cái đấy là thuộc về trách nhiệm người sử dụng. Và đấy cũng chính là cái nơi mà có nguy cơ nhiễm cao nhất, bởi vì nó liên quan trực tiếp tới công việc của mình, là công việc mà phải phục vụ cho những cái người nghi ngờ hoặc xác định COVID-19. Công cụ làm việc luôn luôn đi theo với mình, đúng không ạ? Luôn luôn liên quan trực tiếp tới nhân viên y tế, liên quan trực tiếp những cái đối tượng có liên quan đến COVID. Và đấy cũng chính là những cái công cụ thiết bị mà tay mình thường xuyên động chạm vào, thường xuyên tiếp xúc vào. Và chính những cái đồ dùng vật dụng của mình ấy, công cụ làm việc của mình, những cái đồ dùng vật dụng cá nhân của mình là những cái bề mặt mà có nguy cơ nhiễm cao nhất, bởi vì tiếp xúc thường xuyên nhất. Và những cái bề mặt đấy có sạch hay không ấy, là hoàn toàn phụ thuộc vào mình, chứ không ai có thể thay thế mình để mà kiểm soát được cái đấy cả. Các anh chị chú ý đúng không ạ? Những cái kỹ thuật đơn giản nhưng mà nó là việc của tất cả mọi người cùng tham gia thì chúng ta mới có thể có một cái môi trường làm việc an toàn được. Và để đảm bảo được cái môi trường an toàn này, ngoài cái phương tiện phải sạch này, cái kỹ thuật lau của mình phải đúng này, một cái điểm nữa cần chú ý đấy là cái tần suất ạ. Nếu như mà chúng ta làm việc ở những cái khu vực nguy cơ cao liên quan tới những người nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 rồi ấy, thì cái tần suất lau yêu cầu ít nhất là 2 lần một ngày với những cái bề mặt tiếp xúc thường xuyên này, đồ dùng vật dụng cá nhân của mình, đúng không ạ? Công cụ làm việc của mình là lau ít nhất là 2 lần một ngày. Ở đây 2 cái lần này là cố định nhé. Cố định ở đây không phải có nghĩa là gì. Kể cả tôi nhìn thấy nó rất sạch, nhìn vào mắt thường tôi thấy rất sạch, tôi chẳng thấy bẩn, tôi chẳng thấy mùi khó chịu, không có thấy ướt, ẩm ướt thì xin lấy cả, thì tôi vẫn phải lau. Bởi vì virus SARS-CoV-2 thì làm sao mà nhìn được, hiện nay là chúng ta đang đi chiến đấu với gọi là kẻ thù không nhìn thấy được. SARS-CoV-2 và tất cả các vi sinh vật khác thì chúng ta cũng chẳng nhìn được. Nên ra là chỉ có cách duy nhất là mình phải làm sạch thôi, bề mặt tiếp xúc càng nhiều, đúng không ạ? Nguy cơ càng cao thì chúng ta cần phải làm sạch càng thường xuyên hơn. Cái việc làm sạch này đương nhiên là nó khác với việc chúng ta đưa vào máy sấy, chúng ta đưa vào máy hấp để mà không bao giờ có thể tiêu diệt được hết tất cả vi sinh vật đấy cả. Nhưng mà cái việc chúng ta làm sạch thường xuyên ấy thì chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa cái mức độ ô nhiễm trên bề mặt, chúng ta sẽ loại bỏ được tối đa những cái vi sinh vật có trên bề mặt. Và khi mà chúng ta loại bỏ được tối đa những cái ô nhiễm như vậy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ giảm thiểu được tối đa cái nguy cơ mà chúng ta tiếp xúc phải SARS-CoV-2, nguy cơ chúng ta tiếp xúc phải những cái chất ô nhiễm khác có trên bề mặt môi trường. Nên là cái tần suất rất là quan trọng. Cho dù là bẩn hay là không nhìn thấy bẩn thì chúng ta cũng phải lau 2 lần ngày. Nhưng mà đương nhiên khi mà chúng ta đã nhìn thấy nó bẩn rồi đúng không ạ, thì lúc đấy phải lau. Cái đấy thì chả có bất kể lúc nào thấy bẩn thì chúng ta cũng phải lau. Thế còn trong những tình huống mà không thấy bẩn khác thì phải lau ít nhất là 2 lần ngày. Thì đấy là những cái điểm mà cần lưu ý để chúng ta có một cái môi trường an toàn. Tóm lại, vừa nãy giờ liên quan đến vấn đề môi trường an toàn, tôi nói tới 2 nội dung. Thứ nhất là phải đảm bảo về thông khí. Thông khí ở đây đảm bảo về tốc độ lưu thông giữa cái dòng khí sạch cấp vào, khí ô nhiễm hút ra, kiểm soát được cái hướng di chuyển của luồng không khí từ nơi nhân viên y tế sạch tới khu vực ô nhiễm khác. Và cái thứ hai là chúng ta phải kiểm soát được chất lượng cái bề mặt môi trường, đặc biệt là những cái bề mặt mà chúng ta động chạm thường xuyên, chúng ta tiếp xúc thường xuyên. Nếu mà chúng ta làm được triệt để 2 vấn đề này thì chúng ta mới có thể có một cái môi trường làm việc an toàn. Chất thải, đúng không ạ? Chất thải để mà cái môi trường nó, chất thải đương nhiên nó cũng là một cái nguồn mà có nguy cơ tiềm ẩn rất cao mang virus SARS-CoV-2 cũng như là những cái chất ô nhiễm khác. Chất thải bản chất thì nó cũng là bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Tôi dùng một cái chai nước, nếu như mà tôi uống xong tôi giữ lại thì đấy nó là những cái đồ dùng vật dụng thường xuyên. Tôi uống chai nước xong tôi vứt cái vỏ chai nước đi thì đấy nó là chất thải. Tôi ăn uống xong những cái đồ dùng vật dụng cá nhân của tôi không giữ lại nữa, tôi vứt, tôi loại bỏ nó đi, thì đấy bản chất chất thải bề mặt tiếp xúc thường xuyên là cái nguy cơ lây nhiễm với nhau. Và chất thải thì bao giờ cũng phải thu gom, đúng không ạ? Cũng phải bỏ vào đúng nơi quy định. Cái này thì ai cũng biết rồi, nếu mà chúng ta muốn có một cái môi trường gọn gàng sạch sẽ, chứ còn chất thải phát sinh ra tiện đâu để đấy, để không nơi quy định, phân loại không đúng, thu gom không đúng thì không bao giờ có thể xử lý được đúng được. Xử lý chất thải không đúng thì không bao giờ nói tới một cái môi trường an toàn cả, chưa nói tới những cái chi phí phát sinh không cần thiết liên quan tới quá trình xử lý chất thải. Thì đấy là những cái vấn đề liên quan đến thông khí, vệ sinh bề mặt cũng như là thu gom quản lý chất thải mà các anh chị cần phải lưu ý để chúng ta có một cái môi trường làm việc an toàn.
thứ hai ạ, sang nguyên tắc thứ hai đấy là những cái thực hành an toàn đúng không ạ? Để mà nhân viên y tế an toàn được thì chúng ta phải có môi trường làm việc an toàn và có những cái thực hành an toàn. Các anh chị biết là SARS-CoV-2 thì có thể lây nhiễm theo nhiều đường khác nhau, có thể lây nhiễm qua tiếp xúc, mà tiếp xúc nhiều nhất ở đây là thông qua bàn tay, thông qua những cái bề mặt ô nhiễm thì chúng ta vừa nói, bề mặt tiếp xúc thường xuyên ô nhiễm, thông qua những cái dụng cụ thiết bị ô nhiễm, thì đấy là những cái mà cái nguồn mà có nguy cơ cao nhất ô nhiễm lây nhiễm SARS-CoV-2, bởi vì động chạm tiếp xúc thường xuyên với những cái đối tượng có nguy cơ cao. Bất kể công việc gì hàng ngày của chúng ta thì đều phải thông qua bàn tay cả. Không có việc gì mà không liên quan tay mình, đúng không ạ? Tay mình là cái nơi động chạm tiếp xúc nhiều nhất. Và đương nhiên chính vì động chạm tiếp xúc nhiều nhất như vậy thì tay cũng là cái nơi mà có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Và khi mà đã phải làm việc với những cái đối tượng nghi ngờ hoặc xác định COVID rồi thì bao giờ chúng ta cũng phải mang găng tay, chứ không bao giờ đi tay không cả, kèm theo những cái phương tiện phòng hộ khác. Do bản thân tay này, găng tay này, hay là những cái phương tiện phòng hộ cá nhân khác, đúng không ạ? Những cái dụng cụ thiết bị mà liên quan tới công việc của mình thì đấy là những cái bề mặt mà có nguy cơ ô nhiễm cao nhất. Và để mà virus SARS-CoV-2 thì đấy cũng là cái nơi mà nó dễ dàng phát tán ra nhiều nhất. Đấy, chúng ta lây nhiễm qua bàn tay không sạch, đúng không ạ? Lao động do bàn tay không sạch, lây nhiễm qua những cái bề mặt không sạch, lây nhiễm qua những cái dụng cụ thiết bị không sạch thì cái đấy là lây nhiễm qua đường tiếp xúc. Và để mà cắt đứt được cái đường tiếp xúc này thì đương nhiên là chúng ta phải kiểm soát được tay mình, chúng ta phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân cho đúng, đúng không ạ? Xử lý những cái đồ dụng cụ thiết bị ô nhiễm cho đúng thì chúng ta mới có thể chủ động cắt đứt được cái đường lây truyền tiếp xúc, lây truyền qua đường tiếp xúc của virus SARS-CoV-2. Thế ngoài cái đường tiếp xúc ra thì còn hai cái đường nữa mà virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền được, đấy là lây truyền qua giọt bắn và lây truyền qua đường không khí. Đấy, lây truyền qua giọt bắn và không khí như nào? Virus SARS-CoV-2 là bệnh lý ở đường hô hấp và nó có ở trong dịch tiết hô hấp của người bệnh. Các anh chị thấy là gì? Khi mà cái giọt chất tiết hô hấp từ người bệnh phát tán ra ấy, thì người ta thấy là nó có hai loại, đúng không ạ? Có những cái giọt lớn hơn, trọng lượng nặng hơn, và chính vì nó lớn, nó nặng như vậy, khi mà từ người bệnh phát tán ra, khi người bệnh ho này, khi người bệnh hắt hơi, khi người bệnh nói chuyện, đúng không ạ? Thì đấy là những cái thời điểm mà những cái giọt có kích thước lớn là nó có, đấy là cái cơ hội rất là thuận lợi để mà nó có thể phát tán ra ngoài. Nên những cái giọt đấy là giọt lớn, trọng lượng nặng, không thể bay xa được. Thông thường là chỉ phát tán trong phạm vi từ 1 đến 2 mét với người bệnh thôi. Và khi mà chúng ta hít phải những cái giọt lớn trong một phạm vi gần từ người bệnh như vậy, là những cái giọt lớn là những cái giọt có kích thước trên 5 micromet, thì đấy là người ta gọi là lây truyền qua giọt bắn. Thế còn lây truyền qua những cái giọt rất nhỏ dưới 5 micromet, đúng không ạ? Có thể bay xa, có thể lơ lửng trong không khí, như chúng ta nói trong cái phần thông khí đầu tiên ấy, là những cái giọt rất nhỏ lơ lửng, có thể bay xa lơ lửng trong không khí như vậy, bởi vì nó rất nhỏ rất nhẹ, người ta gọi là cái giọt khí dung. Và vì nó lơ lửng, nó bay xa không khí như vậy, những cái nguy cơ mà mình hít phải trong không khí rất là lớn, chứ không phải là những cái giọt bắn phát tán phạm vi gần. Và lây do hít phải những cái giọt khí dung như thế thì người ta gọi là lây truyền qua đường không khí. Và chúng ta phải chủ động, đúng không ạ? Không là chỉ cắt đứt cái lây truyền qua đường tiếp xúc này, mà chúng ta còn phải cắt đứt được cái lây truyền qua giọt bắn, cắt đứt được lây truyền qua đường không khí. Cái quan trọng nhất là gì? Làm sao đấy để đừng có hít phải cái giọt chất tiết hô hấp này. Đồng nghĩa với việc là chúng ta phải biết cách sử dụng khẩu trang, đúng không ạ? Khi nào thì sẽ sử dụng khẩu trang y tế, khi nào thì sử dụng khẩu trang N95 hay là những cái khẩu trang tương đương, như là nếu mà theo tiêu chuẩn của Mỹ thì là khẩu trang N95, đúng không ạ? Theo tiêu chuẩn của châu Âu là FFP2, hoặc là của Hàn Quốc thì là khẩu trang KN95, vân vân. Thì đấy là cái nhóm khẩu trang mà có hiệu suất lọc cao. Và chúng ta phải nắm rất rõ những cái chỉ định sử dụng của từng loại khẩu trang một để mà có thể chủ động giảm thiểu được cái nguy cơ mà hít phải cái giọt trực tiếp hô hấp này. Thì nếu như mà chúng ta thực hiện tốt, đúng không ạ? Chúng ta thực hiện tốt việc vệ sinh tay này, chúng ta sử dụng găng tay cho đúng, sử dụng khẩu trang cho đúng, cũng như là sử dụng cái phương tiện phòng hộ cá nhân khác, biết cách xử lý những cái đồ dùng vật dụng thiết bị ô nhiễm, thì thực ra đấy nó là những cái thực hành phòng ngừa rất là cơ bản, những cái thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn rất là cơ bản, nhưng nó có thể cắt đứt được mọi cái đường lây truyền của virus SARS-CoV-2. Nếu như chúng ta có ý thức, chúng ta tuân thủ cho đúng ý, thì lúc nào chúng ta cũng trong cái tâm thế chủ động để mà chủ động cắt đứt được cả ba cái đường lây truyền của virus SARS-CoV-2 này, và như thế thì chúng ta mới có thể an toàn được. Nên những cái thực hành vệ sinh tay như thế nào là đúng này, sử dụng găng tay như thế nào đúng, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như thế nào, xử lý những cái đồ dùng vật dụng thiết bị ô nhiễm như thế nào, đây người ta gọi là những cái phòng ngừa chuẩn, là những cái thực hành cơ bản nhất mà phải áp dụng trong mọi tình huống, đúng không ạ? Có liên quan tới những cái người nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 hoặc là những cái đối tượng khác có nguy cơ mắc những cái bệnh lây nhiễm khác, chứ không phải là chỉ có riêng COVID-19.
Và thực sự là những cái biện pháp này thì không có gì là mới cả. Nhưng mà chỉ có điều là gì? Cái quan trọng nhất là làm sao đấy để chúng ta luôn luôn có cái thói quen, đúng không? Chúng ta áp dụng cho đúng, chúng ta tuân thủ cho đúng nghiêm ngặt. Gần như là nó phải trở thành cái phản xạ của mình ấy. Thì quan trọng nhất là vệ sinh tay, đúng không? Cái tay của mình làm sao đấy luôn luôn sạch. Cái tay không sạch mình động chạm vào đủ mọi nơi, động chạm vào người khác, động chạm vào những cái vị trí nhạy cảm trên cơ thể mình, mắt, mũi, miệng, những cái vùng da không còn lành lặn nguyên vẹn nữa. Đấy là những cái nơi mà virus SARS-CoV-2 rất dễ xâm nhập vào trong cơ thể. Khi mà tay mình không sạch, mình động chạm vào những cái vị trí như vậy thì virus rất dễ xâm nhập vào chính cơ thể mình khi tay mình không sạch, đúng không ạ? Sau mình lại động chạm vào người khác, động chạm vào những cái bề mặt môi trường khác thì bàn tay trở thành cái phương tiện vô cùng thuận lợi để mà giúp cho virus SARS-CoV-2 có thể phát tán đi khắp nơi. Thế thì để mà cho tay sạch ý, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ những cái thời điểm vệ sinh tay, lúc nào cần phải vệ sinh tay, 5 thời điểm vệ sinh tay, đúng không ạ? Thế còn ngoài ra những cái thời điểm vệ sinh tay trong sinh hoạt thường ngày, khi ăn uống, khi đi vệ sinh, khi chế biến thực phẩm vân vân, thì cái này các anh chị cũng biết rồi, tôi không nhắc lại nữa. Và khi vệ sinh tay, đúng không ạ, thì chúng ta cũng phải nhớ là tuân thủ đúng cái quy trình vệ sinh tay. Quy trình vệ sinh tay ở đây phải đảm bảo ba cái đủ này. Nhất là phải lấy đủ hóa chất đấy. Nếu mà các anh chị khử khuẩn tay bằng cồn, chế phẩm chứa cồn hoặc là những cái hóa chất khử khuẩn khác mà chúng ta không phải dùng nước ấy, những cái chế phẩm vệ sinh tay khô ấy, thì các anh chị sẽ lấy từ 3 đến 4 ml. 3-4 ml đấy là chúng ta những cái bình mà có vò bơm định lượng, chúng ta bơm từ từ 2 lần và chúng ta sẽ lấy được đủ cái lượng hóa chất cần thiết, từ 3 đến 4 ml. Thế còn nếu như rửa tay bằng nước xà phòng thì chúng ta chỉ cần một lần ấn cái vòi cấp hóa chất này thôi là chúng ta sẽ lấy được từ 2 đến 3 ml, là cái lượng đủ để mà có thể dàn đều ra được khắp bàn tay mình. Thì đấy là cái đủ thứ nhất nhé. Cái đủ thứ hai ạ, là chúng ta phải làm đủ các bước. Trên tay mình thì chỗ nào cũng có thể có vi sinh vật cả, lòng bàn tay, mu bàn tay, đặc biệt là tập trung nhiều nhất ở đâu? Tập trung nhiều nhất ở các khe kẽ, đúng không ạ? Các vùng dưới móng tay. Và cái việc mà chúng ta thực hiện đủ các bước ấy, mục đích là gì? Để hóa chất khi mà mình lấy ra nó có thể dàn đều được hết trên tất cả các vị trí trên bàn tay. Nhưng mà nếu mà mình sót bước nào ấy thì hóa chất nó không thể dàn tới được. Và như thế là mặc dù chúng ta đã vệ sinh tay rồi nhưng mà cũng không loại bỏ được hết. Virus SARS-CoV-2 không loại bỏ được hết những cái chất ô nhiễm ở trên bàn tay mình. Còn các bước vệ sinh tay như thế nào, đúng không ạ? Thì các anh chị cũng biết rồi, tôi cũng không nhắc lại nữa. Ở đây chỉ lưu ý là gì? Những cái nơi nào mà hóa chất vệ sinh tay khó ngấm tới nhất. Khi mà mình lấy hóa chất ý, thì mình lấy hóa chất ra lòng bàn tay như này, đúng không ạ? Đây, những cái nơi nào hóa chất khó ngấm tới nhất? Thứ nhất là mu, ngón tay này. Thứ hai là ngón cái này. Thứ ba là đầu ngón tay. Đấy là cái nơi mà hóa chất nó không thể ngấm ra được nếu như mà chúng ta không thực hiện cái bước là chà mu ngón tay và lòng bàn tay đối diện. Nếu như chúng ta không thực hiện cái bước là dùng lòng bàn tay xoay xung quanh ngón cái của bàn tay đối diện, đúng không ạ? Hoặc là chà 5 đầu ngón tay và lòng bàn tay đối diện ấy. Nếu mà chúng ta bỏ qua bước này thì hóa chất nó không ngấm tới. Và đặc biệt ở những cái vị trí như là vùng dưới móng tay, vùng đầu ngón tay này, là nơi mà có cái mật độ vi sinh vật tập trung nhiều nhất, chất ô nhiễm là tập trung ở đấy nhiều nhất. Chúng ta bỏ qua những cái bước này là chúng ta sẽ bỏ lại một cái lượng rất là lớn vi sinh vật, bỏ lại lượng rất là lớn những cái chất ô nhiễm còn lại ở trên tay mình. Thì đấy là cái lưu ý các anh chị vệ sinh tay nhé. Chúng ta phải lấy đủ hóa chất này, chúng ta phải thực hiện đủ các bước này, và cái đủ thứ ba nữa cũng cần phải nhớ, đấy là đủ thời gian, đúng không ạ? Các anh chị còn nhớ là cái yêu cầu đối với chà tay thường quy là thời gian bao nhiêu lâu là đủ, đúng không ạ? Có anh chị nào trả lời cho tôi không ạ? Khử khuẩn tay bằng cồn hay là rửa tay bằng nước xà phòng thì chà tay bao nhiêu lâu là thời gian là phù hợp? Thời gian ở đây thì các anh chị lưu ý cho tôi là từ 20 đến 30 giây ạ. Có nghĩa là mỗi bước là chúng ta sẽ chà ít nhất là 5 lần thì sẽ đảm bảo được. Khi mà chúng ta thực hiện 6 cái bước chà tay này, đúng không ạ? Mỗi bước chà nhất là 5 lần thì chúng ta sẽ đạt được cái thời gian chà tay là từ 20 đến 30 giây, là thời gian cần thiết để mà cái hóa chất vệ sinh tay có thể phát huy tác dụng loại bỏ tối đa vi sinh vật, những cái chất ô nhiễm có ở trên tay mình. Và nếu như mà trong trường hợp tay mình ướt, đúng không ạ, hoặc là tay mình nhìn thấy những cái chất bẩn vào mắt thường ấy, thì thay vì khử khuẩn tay bằng cồn, trong tình huống đấy các anh chị nên rửa lại tay bằng nước và xà phòng đấy. Và khi mà đã rửa tay bằng nước và xà phòng thì sau đấy thì chúng ta phải tráng rửa lại và phải lau khô tay bằng khăn sạch hoặc là khăn dùng một lần.
Làm khi mà khử khuẩn tay bằng cồn thì sau đấy chúng ta không phải tráng rửa và không phải làm khô tay lại nữa. Và một cái việc nữa, đấy là khi mà làm việc ở những cái khu vực có liên quan tới những cái đối tượng có nguy cơ cao, nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 rồi ấy, thì là chúng ta sẽ phải mang găng tay. Nhưng mà ở đây thì một điểm cũng cần lưu ý là gì? Cái việc mang găng tay ấy, thì không bao giờ có thể thay thế được cho cái việc vệ sinh tay của mình cả. Và khi mà mang găng ấy, thì chỉ có thể bảo vệ được tối đa tay mình 5-60% thôi. Cái nguy cơ ô nhiễm máu, dịch, cơ thể, ô nhiễm những cái vi sinh vật. Chứ không có găng tay nào mà có thể bảo vệ được nhân viên y tế 100% cả. Bảo vệ tuyệt đối được 100% trước cái nguy cơ ô nhiễm cả. Thế thì lý do vì sao đúng không ạ? Bởi vì người ta thấy là trên găng thì vẫn có những cái lỗ thủng rất nhỏ, kể cả những cái găng mới, găng chúng ta chưa sử dụng. Thế ta thấy là cái tỷ lệ găng phẫu thuật ấy bị thủng là khoảng 8%. Cho dù là găng cao su tự nhiên, găng latex hay là găng cao su tổng hợp pin-in đúng không ạ? Thì đều có cái tỷ lệ thủng cả. Và thông thường là tỷ lệ nó trung bình là 8%. Những cái lỗ thủng này rất nhỏ ạ, kích thước chỉ 30-50 mm thôi. Mặc dù kích thước rất nhỏ như vậy, chúng ta không thể nhìn được bằng mắt thường, phải soi lên kính hiển vi điện tử thì mới có thể nhìn được cái lỗ thủng này. Nhưng mà mặc dù là lỗ thủng nhỏ như vậy, nhưng mà virus thì vẫn có thể xâm nhập qua, kể cả virus SARS-CoV-2 thì vẫn có thể xâm nhập qua những cái lỗ thủng nhỏ như này. Nó chính vì găng nó không kín tuyệt đối được, nó không thể nào mà bảo vệ tuyệt đối được, chỉ có thể bảo vệ 5-60% thôi. Nếu như mà tay mình không sạch ý, thì găng tay vẫn có nguy cơ nhiễm thông qua những cái lỗ thủng của găng này. Hoặc là ngược lại đúng không ạ? Khi mà chúng ta thực hiện thủ thuật, kỹ thuật thao tác trên những cái đối tượng nghi ngờ xác định COVID-19 rồi, thì lúc đấy là găng tay sẽ ô nhiễm. Nếu như mà chúng ta không loại bỏ cái găng tay ô nhiễm đấy ra, mình vẫn dùng cái găng ô nhiễm đấy đúng không ạ? Mình động chạm vào hết người này người khác, mình làm hết việc này người khác, thì lúc đó tay của chúng ta cũng không thể sạch được. Khi mà găng tay không còn sạch nữa thì tay mình cũng không có thể sạch được. Nên là để các anh chị hiểu là cái việc mà chúng ta mang găng tay ấy, thì không bao giờ có thể thay thế được cho cái việc vệ sinh tay cả. Một số nghiên cứu người ta thấy là gì? Khoảng 18% là những cái găng nó sẽ có lỗ thủng nhỏ sau khi mà thực hiện những cái thủ thuật, kỹ thuật kéo dài ở trên người bệnh, ví dụ như là phẫu thuật chẳng hạn, thì là có khoảng 18% cái găng tay là nó sẽ bị thủng như vậy. Và cái thời gian thao tác của mình càng kéo dài, đúng không ạ? Những cái kỹ thuật của mình thực hiện càng kéo dài, thì cái tỷ lệ găng bị thủng nó sẽ càng, cái nguy cơ càng tăng lên. Và để các anh chị thấy là gì? Bản thân găng bình thường chúng ta chưa sử dụng là đã có thể bị thủng, bị rách rồi. Nhưng mà cũng cái đôi găng đấy đúng không ạ? Mình lại sử dụng càng lâu, nó sử dụng cho nhiều công việc khác nhau, thì cái nguy cơ thủng rách càng găng tăng lên. Và như vậy thì cái khả năng bảo vệ của găng nó cũng sẽ giảm đi. Và găng chỉ có thể phát huy được tối đa hiệu quả bảo vệ khi mà chúng ta tuân thủ đúng thời điểm vệ sinh tay thôi. Đến thời điểm cần vệ sinh tay là chúng ta phải tháo găng ra, đúng không ạ? Chúng ta vệ sinh tay, sau đấy chúng ta thay đôi găng mới để chúng ta làm tiếp cái công việc của mình. Chứ tránh cái việc là gì? Chúng ta cho cồn lên găng để chúng ta trà găng này. Đấy, bình thường găng đã có thể thủng rách rồi, bây giờ mình lại cho găng, mình lại cho cồn lên mình trà găng đấy, đúng không ạ? Hoặc là lại đang mang cái găng, đôi găng bẩn đấy, mình lại ra bồn rửa tay mình xối nước, mình trà xà phòng lên găng như vậy, thì đương nhiên là nó sẽ tăng cái nguy cơ thủng rách găng lên và tay mình không thể sạch được. Và khi mà đã sử dụng găng thì các anh chị lưu ý cho tôi là gì? Tránh cái việc, đúng không ạ, là chúng ta trà cồn lên găng, tránh cái việc là chúng ta rửa găng. Hoặc là gì, có một số người là mang hai đôi găng. Đấy, khi mà cái găng ngoài không sạch nữa, đến thời điểm cần vệ sinh tay đúng không ạ, thay vì cái việc là mình vệ sinh tay thì mình lại lấy một cái đôi găng mới vào mình đi tiếp để mình làm tiếp việc khác, thì đấy cũng không phải là thực hành an toàn ạ. Khi mà cái đôi găng ngoài nó đã không sạch rồi ấy, thì cái đôi găng trong nó cũng không thể sạch được. Nên cái việc mà chúng ta cứ mang cái đôi găng trong không còn sạch nữa đúng không ạ, xong chúng ta lại mang cái đôi găng ngoài mới vào mình đeo vào, thì cái đôi găng mới đeo, cho dù chúng ta mang một hay là hai đôi găng ấy, thì đến cái thời điểm cần phải vệ sinh tay thì chúng ta phải tháo hết, đúng không ạ? Mang một hay mang đôi, hai đôi thì đều phải tháo hết cái găng đấy ra và phải vệ sinh tay lại. Thì như thế mới là an toàn. Khi mà chúng ta tuân thủ đúng thời điểm vệ sinh tay thì chúng ta sẽ phát huy được tối đa cái hiệu quả bảo vệ của găng. Có nghĩa là tay mình lúc nào cũng sạch, đúng không ạ? Cái găng chúng ta sử dụng lúc nào cũng là găng sạch. Thì như thế chúng ta mới có thể phát huy được tối đa cái hiệu quả bảo vệ của găng tay được. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng găng tay không đúng, một đôi găng chúng ta làm rất nhiều công việc khác nhau, chúng ta cứ mang găng rồi xong chúng ta bỏ qua hết những cái thời điểm cần vệ sinh tay, chúng ta cứ cho cồn lên chúng ta trà, đúng không ạ? Chúng ta cứ rửa,
cái găng đấy, thì găng trong trường hợp đấy nó không phải là phương tiện bảo vệ nữa, mà nó lại trở thành cái phương tiện để mà làm phát tán mầm bệnh, làm trở thành cái phương tiện để mà là lan truyền những cái chất ô nhiễm. Và một cái việc nữa cũng cần phải lưu ý, đấy là khi mà các anh chị sử dụng găng, chúng ta sẽ phải mang găng cho đúng và chúng ta sẽ phải loại bỏ găng cho đúng. Mang găng phẫu thuật thì là sẽ có yêu cầu riêng, mang găng sạch thì đơn giản hơn. Mang găng như nào thì đơn giản, tôi nghĩ là cũng không cần phải nhắc lại. Nhưng mà cái quan trọng nhất ý, các anh chị lưu ý cho tôi, khi mà chúng ta tháo găng ra, bởi vì găng khi chúng ta chưa sử dụng thì nó găng sạch, nhưng mà găng đã sử dụng xong rồi đúng không ạ, thì găng ô nhiễm. Nếu như mà chúng ta tháo cái găng ô nhiễm không đúng ý, thì chính bản thân cái găng ô nhiễm đấy có thể trở thành cái phương tiện mà để làm cái tăng cái nguy cơ lây nhiễm cho chính cái người đang mang găng tay này. Các nguyên tắc là gì? Khi mà đã tháo găng ô nhiễm thì các anh chị nhìn thấy trên cái hình ảnh này là cái hình ảnh mà sử dụng găng không đúng này. Tay không có bảo vệ thì không bao giờ có chạm, được phép là chạm vào mặt ngoài găng cả. Tay mà đã tháo găng ra rồi là chỉ có luồn ở phía mặt trong găng thôi, ở phía dưới cổ găng thôi. Tay không có bảo vệ mà mình cứ động chạm vào mặt ngoài là cái mặt ô nhiễm nhất thì tay sẽ có nguy cơ ô nhiễm, đúng không ạ? Thế còn ngược lại là gì? Nếu như mà tay mà đã mang găng rồi thì lúc đấy chúng ta lại không được luồn vào phía dưới cổ găng nữa. Tay mà đã mang găng rồi thì chỉ có chạm vào mặt ngoài găng để loại bỏ cái găng tay đấy ra thôi. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý để đảm bảo là tay mình không bị ô nhiễm lại trong lúc mà mình đã tháo cái găng không còn sạch nữa. Và khi mà đã tháo găng ra rồi thì bao giờ cũng nhớ là phải vệ sinh tay lại. Nó tôi nhắc lại nhé, tay không có bảo vệ thì không được chạm vào mặt ngoài găng. Còn ngược lại đúng không ạ, tay mà đã đang mang găng ô nhiễm rồi thì chỉ có chạm vào mặt ngoài găng thôi, chứ không được luồn vào phía dưới găng, để tránh cái việc là găng phải tiếp xúc trực tiếp với những cái vùng da không được bảo vệ. Hình như là màn hình của cô Thư bị dừng lại. Nguy cơ cao liên quan tới những người mà đã chuẩn đoán nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 rồi, thì tất cả những cái đồ dùng vật dụng ô nhiễm đấy thì sẽ phải được làm sạch, phải được khử nhiễm trước khi mà mang ra khỏi những cái khu vực nguy cơ cao này. Đây là một số những cái hình ảnh không đúng không ạ? Khi mà chúng ta ngâm trong hóa chất mà không có nắp đậy kín này, hoặc là nó cứ nổi lên như này đúng không ạ? Không ngập hết được trong hóa chất như vậy thì cũng không thể đảm bảo được. Và tất cả những cái đồ ô nhiễm đấy phải được rửa sạch, phải được ngâm ngọc trong hóa chất trước khi mà thực hiện những cái bước xử lý khử khuẩn hoặc là tiệt khuẩn tiếp theo. Và trong khi ngâm thì phải luôn luôn đảm bảo đậy kín, đúng không ạ? Ngâm theo đúng cái thời gian quy định. Ngoài găng tay ra thì những cái phương tiện phòng hộ khác, đặc biệt là khẩu trang, thì là một trong những cái phương tiện các anh chị biết là phương tiện quan trọng nhất rồi, để mà giúp bảo vệ nhân viên y tế trước cái nguy cơ hít phải những cái giọt chất tiết hô hấp từ những người bệnh. Thế thì mang khẩu trang chỉ có tác dụng bảo vệ nhân viên y tế khi mà mang đúng thôi ạ. Còn nếu như mà khẩu trang chúng ta mang không đúng thì cũng như không. Các anh chị thấy ví dụ đeo khẩu trang N95 đúng không ạ? Như hình ảnh ở trên này là gì? Mang N95 nhưng mà khẩu trang y tế thì đeo ở bên trong. Còn khẩu trang N95 lại đeo ở bên ngoài. Thế thì khẩu trang N95 chả phát huy được tác dụng gì cả. Khi mà sử dụng khẩu trang N95 hoặc là những cái khẩu trang có hiệu suất lọc cao tương đương khác ấy, thì thông thường là chúng ta chỉ cần mang một khẩu trang thôi, chứ không phải đeo hai khẩu trang. Thế còn có một số tình huống đúng không ạ, người ta phải làm những cái thủ thuật mà có nguy cơ văng bắn máu dịch rất cao, nguy cơ văng bắn những cái chất ô nhiễm rất là lớn. Thế trong tình huống đấy thì người ta có thể mang hai khẩu trang. Và mạng ngoài khẩu trang N95 ra thì có thể mang thêm cái khẩu trang y tế nữa. Nhưng mà khi mà mang hai khẩu trang như vậy ấy, thì khẩu trang y tế là bao giờ cũng phải ở phía ngoài, chứ không bao giờ đeo khẩu trang y tế ở phía trong khẩu trang N95 cả. Đeo như thế này thì khẩu trang N95 nó không phát huy được cái hiệu quả ngăn cản những cái giọt chất tiết hô hấp nữa. Đấy, hay là đeo như này đúng không ạ? Đeo khẩu trang y tế ở ngoài, khẩu trang N95 ở trong, nhưng mà khẩu trang y tế cũng chẳng bao trùm bao phủ gì cả, thì đeo như thế này cũng là không đúng. Và một điểm nữa cũng lưu ý các anh chị là gì ạ? Khẩu trang N95 là cái khẩu trang mà có hiệu quả bảo vệ cao nhất rồi. Chúng ta sẽ mang khi nào? Chúng ta mang khi mà chúng ta phải tiếp xúc với những cái đối tượng mà chúng ta biết là COVID-19 rồi, đúng không ạ? Hoặc là vào những cái khu vực mà có nguy cơ rất là cao, những người tiếp xúc gần hoặc là những cái đối tượng nghi ngờ có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 thì chúng ta sẽ sử dụng khẩu trang N95. Nhưng mà một khi mà đã sử dụng khẩu trang N95 là chúng ta phải rất
rất thuần thục cái kỹ thuật mang khẩu trang, phải biết cách chỉnh dây, phải biết cách chỉnh gọng, và đặc biệt là gì, phải kiểm tra độ kín của khẩu trang, đúng không ạ? Khi đeo khẩu trang xong phải làm test hít vào, phải làm test thở ra để xem là khẩu trang thực sự đã kín chưa. Chứ còn trên thực tế khi mà chúng tôi đi các nơi á, mọi người bỏ qua rất nhiều cái khâu này. Và chúng ta cứ đeo mà thôi, chúng ta không biết là cái dây đấy nó đã đảm bảo hay chưa, cái gọng đã ôm sát hay chưa. Nhiều khi đeo khẩu trang, đeo kính, đeo tấm che mặt vào chỉ một lúc thôi là đã mờ hết rồi, bởi vì là mình đeo không kín. Và một khi mà đeo mà đã không kín ấy, thì chẳng có tác dụng bảo vệ gì cả. Mà khẩu trang thì lại rất là đắt tiền, đúng không ạ? Vừa lãng phí tiền mà cái quan trọng nhất là lại không bảo vệ được cho nhân viên y tế. Mà gọng kim loại phía trên bao giờ cũng phải chỉnh, phải nắn để mà cho ôm sát vào mũi. Dây nếu như mà nó chưa ôm sát mặt, dây đeo khẩu trang hiệu lọc cao là nó phải ôm chặt vào mặt, nó phải tạo được những vết lằn ở trên mặt ấy, thì dây như thế mới đảm bảo được. Các anh chị phải chủ động điều chỉnh lại cái độ dài dây, chứ người ta cũng không thể thiết kế cho mỗi khuôn mặt một cái kích cỡ khẩu trang riêng, một cái chiều dài dây riêng được. Nó tùy theo kích cỡ khuôn mặt mình phải chỉnh cho dây ngắn lại, một là giữ nguyên hoặc là chỉnh cho dây ngắn lại để làm sao đấy ôm sát chặt khuôn mặt mình. Và cuối cùng sau khi đã chỉnh dây chỉnh gọng rồi, tôi nhắc lại, quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện những cái test thử, test hít vào và test thở ra. Chỉ khi nào hít vào thấy khẩu trang nó xẹp xuống, đúng không ạ, thở ra thấy khẩu trang phồng trở lại, thì khi nào mà cả hai cái test đấy đều đạt rồi thì lúc đấy là khẩu trang mới kín, và lúc đó thì chúng ta mới có thể đi vào những cái khu cách ly được. Còn chừng nào hai cái test đấy chưa đạt thì chắc chắn là khẩu trang chưa kín và chúng ta không thể đi vào trong khu cách ly. Và khi mà sử dụng những cái trang phục phòng hộ, đúng không ạ, trang phục phòng hộ là để bảo vệ mình. Nếu khi mặt thì các anh chị phải lưu ý nó kín, khẩu trang cũng phải kín, quần áo thì cũng phải che kín, đúng không ạ, tấm che mặt vân vân. Khi mang thì không có nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế mà chỉ yêu cầu kín thôi để đảm bảo an toàn cho mình khi vào khu cách ly. Phương tiện khi mà chưa sử dụng thì là sạch cả. Nhưng mà ngược lại, phương tiện khi mà chúng ta sử dụng xong rồi, chúng ta đi ra khỏi khu vực cách ly đấy, thì chính phương tiện phòng hộ cá nhân, đặc biệt là cái mặt ngoài của phương tiện phòng hộ ấy, thì lại là cái nơi ô nhiễm nhất. Các anh chị lưu ý cho tôi là gì? Đã là phương tiện ô nhiễm ấy, thì khi tháo là mình phải tuân thủ đúng cái quy trình loại bỏ phương tiện này. Còn nếu như mà mình tháo bỏ không đúng, đúng không ạ? Mình để cho cái mặt ngoài phương tiện phòng hộ cá nhân không sạch, mình để cho tay mình không sạch, động chạm vào những cái vị trí nhạy cảm trên cơ thể trong lúc tháo bỏ, thì đấy chính là cái thời điểm mà có nguy cơ cao nhất ạ, mà dẫn tới lây nhiễm cho nhân viên y tế. Và nguyên tắc là gì? Khi tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân, cái gì ô nhiễm nhất là phải tháo đầu tiên. Và phương tiện mà ô nhiễm nhất trong thứ mang thì đương nhiên là găng tay, bởi vì đấy là cái nơi mà động chạm tiếp xúc nhiều nhất với những cái đối tượng liên quan COVID-19. Găng tay động chạm tiếp xúc nhiều nhất, găng tay là cái nơi ô nhiễm nhất, thì chúng ta phải loại bỏ cái găng tay đấy đầu tiên, chứ không bao giờ được phép mang găng tay ô nhiễm để mà tháo bỏ các phương tiện phòng hộ khác cả. Và trong khi tháo thì mặt ngoài của phương tiện phòng hộ cá nhân nào cũng ô nhiễm cả. Ta như cái này là phải tránh này, tay không bao giờ là có chạm vào mặt ngoài này, tay là chỉ có luồn vào mặt trong thôi, chỉ có chạm vào mặt trong là cái mặt đỡ ô nhiễm hơn để tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân. Và khi tháo, đúng không ạ, cái gì mà chúng ta lộn được mặt trong ra ngoài là chúng ta phải lộn. Đấy, ví dụ như là quần áo này, mũ này, ủng bốt này, găng tay này, đấy là những cái mà khi tháo chúng ta phải lộn mặt trong và cái mặt sạch hơn ra ngoài. Khi mà chúng ta làm như vậy thì tay chúng ta sẽ luôn luôn sạch, và chúng ta sẽ luôn luôn tiếp xúc với cái mặt ít ô nhiễm hơn. Và phương tiện thì những cái nơi bẩn nhất, những cái nơi ô nhiễm nhất thì cũng được khu trú lại để khi chúng ta loại bỏ ra ngoài môi trường thì cũng an toàn hơn rất là nhiều. Và tháo xong cái gì thì nhớ vệ sinh tay ạ. Khi mà tay đã có nguy cơ tiếp xúc với những cái bề mặt ô nhiễm, những cái thiết bị, những cái phương tiện ô nhiễm, thì là chúng ta sẽ phải vệ sinh tay lại để tránh cái việc là tay mình không sạch, đúng không ạ, mình lại đưa lên mặt mình, mình tháo kính đưa lên mặt mình tháo khẩu trang, thì cái nguy cơ lây nhiễm rất là lớn. Và khi tháo bỏ phương tiện, các anh chị lưu ý cho tôi là gì, găng tay bẩn nhất phải tháo đầu tiên này. Trong khi tháo thì không bao giờ được chạm vào cái mặt ngoài ô nhiễm, cái gì mà lộn được mặt trong ra ngoài thì phải lộn. Và tháo xong cái gì là chúng ta phải nhớ vệ sinh tay lại. Nếu như mà chúng ta tuân thủ đúng như vậy thì cái quy trình tháo mới có thể đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế được. Và để mà có thể sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đúng ý, thì thiết kế cái nơi để mà mặc phương tiện này, hoặc là cái nơi tháo bỏ phương tiện phòng hộ phải luôn luôn sẵn sàng đầy đủ những cái thiết bị cần thiết. Còn nếu như mà chúng ta không bố trí sẵn sàng, đúng không ạ, thì chúng ta không bao giờ chúng ta có thể thực hiện đúng quy trình cả. Thế ví dụ như là tại nơi mặc phương tiện phòng hộ chẳng hạn, thì phải có đầy đủ sẵn sàng những cái phương tiện phòng hộ tại nơi mặc, quần áo, khẩu trang, tất cả những cái phương tiện cần thiết, hóa chất vệ sinh tay, những cái quy trình, những cái bước hướng dẫn, đúng không ạ, và những cái thùng để mà thu gom những cái chất thải phát sinh trong quá trình mặc này. Có thể bố trí sẵn những cái ghế ngồi để khi mặc những cái bộ
quần liền áo thì mọi người tránh cái việc là chúng ta phải đứng, đúng không ạ? Khi mà đưa vào mặc những cái bộ quần liền áo như vậy thì có thể là sẽ không vững vàng, có thể gây trượt ngã cho nhân viên y tế. Cái nơi tháo rất quan trọng, để mà tháo là đúng quy trình đấy thì bắt buộc phải có sẵn sàng hóa chất vệ sinh tay, phải có đầy đủ những cái thùng thu gom chất thải lây nhiễm, phải luôn luôn có sẵn sàng những cái khẩu trang sạch để mà khi nhân viên y tế loại bỏ khẩu trang ô nhiễm ra thì có thể có ngay những cái khẩu trang sạch sẵn sàng ở đó, đúng không ạ? Và phải có những cái tờ hướng dẫn để mọi người nếu mà chẳng may mà không chắc chắn lắm, đúng không ạ, thì có cái tờ nhắc nhớ luôn ở đấy để người ta có thể làm cho đúng được. Thì đấy là tôi đã nói hai cái phần rất là quan trọng, đấy là liên quan tới cái môi trường làm việc an toàn cũng như là những cái thực hành an toàn liên quan đến vệ sinh tay, liên quan đến sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, xử lý những cái đồ dùng vật dụng thiết bị ô nhiễm. Đây là những cái thực hành rất là đơn giản nhưng mà nếu chúng ta không tuân thủ đúng thì chúng ta không nói gì cái chuyện là chúng ta có thể bảo vệ cho mình hoặc là cắt đứt được cái nguy cơ lây nhiễm phát tán của virus SARS-CoV-2 cả. Và cái thứ ba đấy là liên quan đến cái việc triển khai xét nghiệm ở trên đối tượng nhân viên y tế. Các anh chị cũng biết là gì, một trong những cái biện pháp phòng chống bệnh quan trọng ấy là phải phát hiện được kịp thời những cái nhân viên y tế mà có biểu hiện nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 rồi. Bởi vì nếu chúng ta không phát hiện kịp thời, chúng ta không cách ly kịp thời thì cái nguy cơ lây nhiễm sang những cái đồng nghiệp của mình là rất lớn. Nên một khi mà cả nhóm bị, đúng không ạ, cả kíp bị thì chúng ta chả còn làm được cái việc gì nữa, thế là vỡ trận. Nên là để mà kiểm soát được ấy, thì để mà phát hiện được sớm được thì ta chỉ có trông chờ và xét nghiệm. Xét nghiệm là cái duy nhất để mà chúng ta có thể khẳng định được là nhân viên y tế có thể bị nhiễm COVID-19 hay không. Và quan trọng, đúng không ạ, là chúng ta phải thực hiện cái xét nghiệm đấy như thế nào để có hiệu quả nhất. Bởi vì một cái xét nghiệm bây giờ thì cũng không phải là ít tiền ạ. Nếu mà chúng ta cứ làm tràn lan, đúng không ạ, không có những cái quy định, không có cái chiến lược rõ ràng ấy, thì có thể dẫn tới việc là chúng ta phải chi ra rất nhiều tiền, tốn kém, không cần thiết. Thế làm như thế nào đấy, chúng ta có thể tiết kiệm được tối đa chi phí trong cái nguồn lực rất là hạn chế của mình, nhưng mà vẫn phải đảm bảo, đúng không ạ, để mà có thể phát hiện nhanh nhất, phát hiện được triệt để những nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, phát hiện sớm nhất, để mà chúng ta có thể cách ly kịp thời. Thì đấy là cũng là cái biện pháp để bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế. Hiện nay thì chính phủ thì cũng đã ra cái quyết định 128 về cái phân cấp độ COVID ở trong cộng đồng, và Bộ Y tế thì cũng đã có một cái hướng dẫn chuyên môn để mà thực hiện cái nghị quyết số 128 này. Thì anh chị thấy là theo nghị quyết 128 theo nghị quyết số 128 này thì dịch bây giờ là chúng ta không theo chỉ thị 16 hay là 16 cộng mà chúng ta vừa mới áp dụng cho cái làn sóng thứ tư vừa rồi nữa, mà bây giờ là chúng ta sẽ áp dụng theo cấp độ dịch, đúng không? Có 4 cấp độ đấy. Xanh này, đỏ này, cam này, vàng này. Cấp độ 1 là nguy cơ thấp nhất đấy, chúng ta xếp vào vùng xanh khi mà số ca mắc trên 100.000 người, đúng không ạ, trong một tuần ở cái mức là dưới 20 người và có trên ít nhất là 70% trở lên dân số ở cái vùng đấy là đã được tiêm phòng vaccine rồi, thì đấy là cấp độ xanh. Hoặc là trong trường hợp nếu như mà dưới 70% người được tiêm phòng vaccine, đúng không ạ? Nhưng mà cái mức độ người bị mắc, tức là cái số người bị mắc trên 100.000 trong một tuần cũng ở dưới 20 thì cái này là chúng ta vẫn xếp và là cái vùng mà có nguy cơ thấp nhất. Thế còn vùng cam là gì? À, vùng vàng là gì? Là vùng mà có nguy cơ ở mức độ trung bình rồi. Khi mà số ca mắc trên 100.000 dân trong một tuần cao hơn, đúng không ạ? Ở cái mức từ 50 trở lên, 50 đến 150 với những cái vùng mà đã được tiêm phòng trên 70%. Hoặc là gì, nếu như mà tiêm phòng dưới 70% thì số ca mắc từ 20 trở lên, đúng không ạ? 20 đến 50 là đã cũng xếp vào cái vùng vàng rồi, là vùng đã có nguy cơ trung bình. Thế còn vùng cam là cái vùng mà có nguy cơ tương đối cao, là khi mà số ca mắc tăng 50, từ 50 đến 150 với những cái vùng mà tỷ lệ tiêm phòng chỉ dưới 70%, hoặc là số ca mắc trên 150 với những cái vùng mà đã tiêm phòng trên 70% này, thì đấy là vùng cam. Thế còn vùng mà có nguy cơ cao nhất, đúng không ạ, đấy là người ta vùng cam này thì xếp vào cấp độ 3. Thế còn cái vùng có nguy cơ cao nhất là vùng đỏ này, là ở cái cấp độ cao nhất khi mà số ca mắc là trên 150 rồi, trên 150 trên 100.000 dân một tuần. Nó tùy theo là ở cái cấp độ dịch nào, đúng không ạ, mình xem là cái nơi làm việc của mình, cái khu vực làm việc của mình là đang được xếp vào cấp độ nào, cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 hay cấp độ 4, để mà chúng ta có những cái chiến lược làm xét nghiệm phù hợp. Nếu như mà mình không ở trong vùng đỏ, đúng không ạ, mình ở cái vùng khác, vùng xanh chẳng hạn, vùng vàng chẳng hạn, thì sẽ không có cái chỉ định là làm xét nghiệm thường xuyên.
thông thường là chỉ làm xét nghiệm, nhân viên y tế sẽ chỉ làm xét nghiệm khi mà có những cái dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ thôi, sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác, khó thở luôn. Khi mà có cái biểu hiện nghi ngờ đấy thì chúng ta mới làm xét nghiệm. Thế còn cái việc xét nghiệm định kỳ chỉ làm khi nào? Khi mà chúng ta làm ở những cái khu vực có nguy cơ cao, đúng không ạ? Như là cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh này, những cái nơi mà tập trung đông người, theo như nghị quyết 128 thì các anh chị thấy quy định rất rõ. Đấy, khi làm xét nghiệm định kỳ là làm ở những cái nơi đông người này, hoặc là gì, khi mà chúng ta ở trong những cái vùng mà cấp độ 4, cái vùng có cách ly y tế, vùng phong tỏa, tức là cái vùng mà ở cái cấp độ có nguy cơ cao nhất rồi, vùng đỏ này cấp độ 4, thì lúc đấy là nhân viên y tế mới có chỉ định để làm định kỳ. Còn ngoài những cái vùng đấy ra, đúng không ạ, không phải là vùng nguy cơ cao, không phải là vùng mà dịch đang lưu hành ở cấp độ 4, thì lúc đấy người ta không có yêu cầu nhân viên y tế là phải làm xét nghiệm định kỳ, mà chúng ta chỉ làm xét nghiệm trong những cái trường hợp mà có cái dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ đấy, để tránh cái việc là chúng ta làm xét nghiệm là tràn lan, đúng không ạ, tiêu tốn cái kinh phí không cần thiết. Thế nên nội dung tiếp theo ạ, liên quan đến cái vấn đề để phòng ngừa lây nhiễm cho nhân viên y tế, đấy là vấn đề quản lý sức khỏe nhân viên y tế. Ở đây các anh chị biết là gì, đặc điểm của lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là với cái biến chủng Delta như này, thì cái nguy cơ lây nhiễm rất là lớn. Và tất cả nhân viên y tế khi mà đã phải vào những cái vùng có nguy cơ cao, đúng không ạ, liên quan đến người bệnh COVID-19, liên quan đến cái có một bạn nào đấy lại khá tiếc. Nói cho anh chị một vài phút ạ. Anh chị nào mà đang vẽ trên màn hình thì đề nghị dừng lại đi ạ. Đã, chúng ta, tôi nhắc lại đúng không ạ, phải đào tạo tập huấn, và quan trọng nhất là phải đánh giá lại nhân viên y tế xem họ đã học, học không phải là để biết, mà học là phải thực hành một cách thành thạo. Chỉ khi nào thành thạo rồi, đúng không ạ, thì lúc đấy là mình có thể vào những cái vùng nguy cơ cao được. Và ngoài ra cái việc phải luôn luôn hỗ trợ nhân viên y tế trong việc cập nhật những cái tài liệu, thông tin, quy định, hướng dẫn, thì đấy cũng là một cái biện pháp rất là quan trọng. Các anh chị thấy trong dịch giã này tình hình biến đổi liên tục, thay đổi, đúng không ạ, các quy định hướng dẫn thì cũng thay đổi rất là nhiều. Các cái việc mà chúng ta phải giúp cho nhân viên y tế luôn luôn cập nhật được những cái quy định hướng dẫn đấy thì cũng là một cái biện pháp phòng chống dịch quan trọng để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Việc quản lý để phát hiện kịp thời những cái nhân viên y tế có dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ, những nhân viên y tế có phơi nhiễm nghề nghiệp, cái này là chúng ta tại mỗi một cơ sở thì chúng ta phải thiết lập ra được một cái hệ thống quản lý ở đây, đúng không? Bản thân mỗi nhân viên y tế thì mình cũng phải chủ động thông báo ngay cho lãnh đạo đơn vị, những cái người có trách nhiệm liên quan ấy, khi mà có dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ, đúng không? Khi mà phơi nhiễm xảy ra ở đây là gì, chẳng may bị máu, bị dịch, đúng không? Cơ thể văng bắn lên những cái vị trí nhạy cảm của mình trong khi mình thực hiện những cái thủ thuật, thao tác, kỹ thuật trên những cái người nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 rồi, hoặc là khi mà sử dụng những cái vật sắc nhọn, bị những cái vật sắc nhọn đã dùng cho đối tượng nghi ngờ đâm chọc vào tay mình, bơm kim tiêm, thủy tinh hay là những cái vật sắc nhọn khác, thì cái đấy là người ta sẽ tính vào phơi nhiễm ạ. Là tất cả những trường hợp có dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ, tất cả những cái trường hợp có phơi nhiễm, đúng không ạ, hoặc là gì, khi mà chúng ta bị tai nạn đấy, đang đeo tự nhiên cái khẩu trang vào vùng nguy cơ cao, đang đeo tự nhiên cái khẩu trang nó bị tuột, bị đứt, phương tiện phòng hộ cá nhân bị tuột, bị thủng, bị rách chẳng hạn, thì đấy là những cái tai nạn mà mình không lường trước được thì cũng sẽ tính vào phơi nhiễm. Và khi có dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ, khi mà phơi nhiễm xảy ra thì chúng ta phải thông báo càng sớm càng tốt, đúng không? Mục tiêu là để có thể xét nghiệm nhanh nhất có thể, mục tiêu là để phát hiện nhanh nhất có thể và cách ly sớm nhất có thể. Thế cái việc thông báo này nó sẽ thực hiện hình thức nào? Ngoài cái việc là bản thân mỗi nhân viên y tế chủ động thông báo ra thì cái đấy người ta gọi là thông báo bị động, tức là hoàn toàn trông chờ vào cái thông báo của nhân viên y tế thôi. Thì cái đấy cũng là quan trọng nhưng mà chưa đủ, song song như thế thì chúng ta phải kết hợp cả giám sát chủ động, vừa giám sát bị động, giám sát chủ động ở đây là gì? Bản thân mỗi một đơn vị thì cũng cần phải có nhân viên chuyên trách. Như ở trong bệnh viện thì chúng tôi thường là bố trí ở phòng y tế cơ quan đấy, để mà có thể giám sát một cách chủ động. Cái vị trí giám sát này, cái đơn vị phụ trách giám sát này phải biết là nhân viên đã khai báo hết hay chưa, đúng không ạ? Phải biết là liệu có nhân viên y tế nào người ta có phơi nhiễm, người ta có triệu chứng dấu hiệu nghi ngờ mà người ta không khai báo hay không, hoặc là người ta chưa khai báo kịp thời hay không. Thì cái đấy là cái mà phải có cái bộ phận chuyên trách để mà mình có thể kiểm soát được. Để kết hợp giữa cả giám sát bị động, kết hợp cả giám sát chủ động, thì
thì chúng ta mới có thể tránh được cái việc bỏ sót, đúng không ạ? Những cái trường hợp nhân viên y tế có triệu chứng mà không thông báo hoặc là có phơi nhiễm mà lại không thông báo kịp thời. Trong cái đợt mà chúng tôi đi Bắc Giang ấy, có một chị điều dưỡng ở một đoàn ở các tỉnh khác đến hỗ trợ, chị bị sốt cao nhưng mà chị cũng vẫn cứ cố đi làm mà chị cũng chẳng thông báo với ai cả. Thế sau đấy là hơn 30 nhân viên, 30 người khác, đúng không ạ, trong cùng nhóm với chị là bị lây nhiễm hết, bị lây nhiễm SARS-CoV-2, là cả đoàn đấy đi về, cả đoàn đấy đi về cách ly, chả làm được cái gì cả. Nên cái việc quản lý sức khỏe quan trọng là phải có cái kênh, có người, có đơn vị, có cá nhân phụ trách riêng, đúng không ạ, để mà chúng ta phát hiện và quản lý kịp thời, xét nghiệm kịp thời những cái trường hợp nhân viên y tế nghi ngờ. Ngoài ra những cái biện pháp khác cũng cần phải chú ý, đấy là việc mọi nhân viên y tế thì phải được tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng ngừa. Những cái nhân viên y tế là đối tượng mà có nguy cơ cao như là mắc bệnh nền này, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ thì sẽ không tham gia vào những cái nhiệm vụ mà liên quan tới phòng chống dịch COVID-19, bố trí ca kíp, bố trí nhân lực phù hợp thì cũng là việc rất là quan trọng. Cái việc tổ chức sắp xếp nhân lực là vô cùng quan trọng, quyết định đến sự an toàn của nhân viên y tế. Làm sao đấy để chúng ta có thể giảm thiểu được tối đa số lượng nhân viên y tế phải làm việc ở những khu vực có nguy cơ cao, đúng không ạ? Trong khi làm việc có nguy cơ cao đấy, vị trí công việc nó phải rất rõ ràng, phân công nhiệm vụ rất là rõ ràng, tránh cái tình trạng người ta vào đấy rồi mà người ta vẫn còn phải phân vân, đúng không ạ? Người ta vẫn còn phải lăn tăn là người ta sẽ phải làm những cái việc gì, các bước làm việc ra sao, nó cứ hỗn loạn ở trong đấy, quy trình làm việc cũng không thành thạo ở trong cái vùng nguy cơ cao như vậy, thì cái nguy cơ phơi nhiễm cho nhân viên y tế là rất lớn. Ngoài việc sắp xếp nhân lực ra thì việc phân công nhiệm vụ, xác định vị trí công việc, phân công nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, quy trình làm việc rõ ràng thì cái đấy là cái rất là cần thiết để có thể đảm bảo được an toàn cho nhân viên y tế, bố trí ca kíp phù hợp, đúng không? Bố trí nhân lực phù hợp, tăng cường những cái phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc để làm sao nhân viên y tế càng ít phải tiếp xúc với đối tượng nguy cơ cao càng tốt, đúng không? Càng ít phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nguy cơ cao càng tốt, càng phải giảm thiểu cái việc mình phải đi trực tiếp vào cái nguy cơ, vùng nguy cơ cao đấy, thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ tăng cường cái khả năng bảo vệ hơn cho nhân viên y tế. Và cuối cùng ạ, cái nguyên tắc cuối cùng là phải duy trì được thường xuyên cái việc kiểm tra và giám sát tuân thủ thực hành phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 này. Đây là cái nó phải trở thành một cái việc thường quy ạ, cho dù là bất kể tổ chức nào ở bên ngoài cộng đồng đúng không ạ, hay là ở trong bệnh viện như vậy. Như tôi đã trao đổi với các anh chị ngay từ đầu ấy ạ, mỗi một nhân viên y tế là một mắt xích vô cùng quan trọng đấy. Một mắt xích đấy mà lỏng lẻo thì cả cái chuỗi dây xích đấy có thể bị đứt gãy. Mà bây giờ một nhân viên y tế không an toàn thì đương nhiên là trước tiên là những cái người trong cùng ca, cùng kíp trong nhóm đấy là sẽ bị ảnh hưởng. Chưa nói là toàn bộ cái khoa phòng đấy, đúng không ạ? Toàn bộ cái đơn vị đấy cũng có thể bị lây nhiễm chỉ vì một vài người lơ là, đúng không ạ? Trong những cái lúc mình lơ là, mình không để ý, mình có những cái thực hành an toàn. Tức là cái việc chúng ta có an toàn hay không ấy, ngoài cái việc là phụ thuộc vào chính những cái ý thức của mình, thực hành an toàn của mình, nó còn phụ thuộc vào đồng nghiệp của mình nữa. Nó chỉ khi nào, đúng không ạ, tất cả mọi người đều có ý thức để mà làm cho đúng thì lúc đấy chúng ta mới có thể an toàn được. Và kiểm tra giám sát ở đây là đương nhiên là phải có cái đơn vị, phải có những cái người để mà chuyên trách cho cái việc kiểm tra giám sát này. Nhưng mà kiểm tra giám sát thì cũng là trách nhiệm của mỗi người ạ. Không thể nào mà tôi nhìn thấy đồng nghiệp của tôi có những thực hành không an toàn mà tôi không nói gì cả. Tôi cứ lờ đi, tôi không nói gì cả. Coi như không biết gì thì như thế thì đồng nghiệp của mình cũng không an toàn, đúng không ạ? Và bản thân mình cũng không thể an toàn được. Thế thì để mà kiểm tra giám sát ở đây để giúp cho mọi người đều có ý thức làm đúng ạ, trở thành cái phản xạ, thành cái thực hành an toàn mọi người ấy. Chứ không phải là kiểm tra giám sát ở đây là chúng ta để đi bắt lỗi mọi người nhá. Chứ còn nếu mà mình không hiểu đúng nghĩa của cái việc kiểm tra giám sát này ấy, thì nhiều khi là kiểm tra giám sát nó lại thành phản tác dụng. Thay vì là tăng cường ý thức, đúng không ạ, giúp đỡ, hỗ trợ cho mọi người khắc phục được những cái khó khăn để mà có thực hành tốt hơn, thì chúng ta lại đẩy mọi người vào cái tình thế rất là căng thẳng, rất là áp lực, đúng không ạ? Khi mà thấy người kiểm tra tới chả biết là có giúp đỡ được cái gì không, mà chỉ có thấy suốt ngày soi mói phê bình, thì kiểm tra giám sát đấy là không có ý nghĩa gì cả, không có hiệu quả, không có đạt được cái mục đích của mình là có thể thay đổi được thực hành của mọi người, thay đổi được ý thức của mọi người. Thế thì để kiểm tra cho tốt ạ, ngoài cái việc là bố trí nhân lực ra, đúng không ạ, nhân lực được đào tạo, có kỹ năng kiểm tra giám sát, thì chúng ta cũng phải có những cái công cụ giám sát chuẩn, đào tạo tập huấn cho nhân viên chuyên trách để mà khi họ đi giám sát thì họ phải biết được vấn đề, họ phải biết được là tại sao nhân viên y tế làm chưa đúng, họ phải biết được là nhân viên y tế có những cái khó khăn gì, có những cái vướng mắc gì, có những cái cản trở gì mà họ làm không đúng được. Đấy là cái mà chúng ta trông đợi nhiều nhất ở người đi kiểm tra giám sát.
tức là không trông đợi là cái việc là về chỉ có thông báo là người ta làm không đúng cái gì, người ta chả, cái thông tin đấy chả có ý nghĩa gì cả. Người ta có thể làm không đúng vì rất nhiều lý do, vì người ta có thể chưa được đào tạo, hoặc là người ta có thể được đào tạo lâu quá rồi, cái đào tạo nó không còn phù hợp nữa rồi, không còn cập nhật nữa rồi, người ta không thể làm được. Hoặc là gì, những cái điều kiện trang thiết bị phương tiện mình bố trí ở đấy nó chưa thuận lợi cho người ta để sử dụng nữa. Sắp xếp chưa thuận lợi, chưa tiện lợi, chạy mãi không tìm thấy cái bình hóa chất vệ sinh tay đâu cả. Bây giờ tôi mặc một cái bộ phương tiện phòng hộ nó chật, tôi muốn đổi sang một cái bộ rộng hơn, hoặc cái khẩu trang của tôi chẳng may nó bị đứt dây, nó bị hỏng, nó hết không còn trong đấy nữa, tôi muốn có những cái phương tiện khác thay thế. Có khi tôi đi tìm mãi, tôi đi chạy mãi là tôi chả biết liên hệ với ai để tôi có được cả cái bình hóa chất vệ sinh tay hết rồi, tôi chả biết ai là người sẽ thay cái bình đấy, ai là sẽ là người làm đầy cái bình đấy cả. Khi mà chúng ta tổ chức sắp xếp công việc chưa tốt, đúng không? Quản lý trang thiết bị phương tiện chưa tốt thì cũng sẽ làm cản trở thực hành nhân viên y tế. Quy định quy trình của mình không rõ ràng, mỗi người làm kiểu, mỗi người hướng dẫn kiểu, không có cái quy trình văn bản thống nhất thì đương nhiên là mọi người cũng không thể thực hành tốt được. Hoặc là gì, chúng ta bố trí công việc, đúng không? Quá tải quá đấy. Quy trình làm việc không phù hợp, công việc quá quá tải, trang thiết bị quá thiếu thốn, thì làm sao mà chúng ta có thể đòi hỏi nhân viên y tế người ta tuân thủ tốt được. Các bản thân đi kiểm tra giám sát làm sao đấy mà để biết được cái rào cản thực sự, cái khó khăn vướng mắc thực sự để thì chúng ta mới hy vọng mà chúng ta giải quyết được. Còn chừng nào mà đi kiểm tra giám sát mà không tìm ra cái đấy thì đi kiểm tra giám sát lần trước như nào, lần sau đấy nó vẫn như thế. Thậm chí là những cái thực hành nó còn càng ngày nó càng tệ đi. Mình càng kiểm tra càng giám sát càng tệ đi, bởi vì người ta cảm thấy quá áp lực với cái việc kiểm tra giám sát đấy. Kiểm tra giám sát không đem lại được cái lợi ích gì cả, không đem lại được cái sự cải thiện gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta kiểm tra giám sát, chúng ta biết được cái vướng mắc, chúng ta biết khó khăn thì chúng ta sẽ giúp được mọi người cải thiện. Thì thực sự là cái thực hành an toàn đấy nó sẽ là thực hành bền vững. Kể cả mình có hay là không có mặt ở đấy mà người ta vẫn cứ làm. Bởi vì sao ạ? Tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây, đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch dã như thế này, nguy cơ lây nhiễm cao như này, thì không ai lại không muốn là mình bị lây, không ai lại muốn là mình bị lây nhiễm COVID-19 cả. Chả ai muốn là cái môi trường làm việc của mình nó không an toàn, đúng không? Ai cũng muốn là mình sẽ làm việc an toàn, ai cũng muốn là mình ở trong một cái môi trường sạch sẽ, an toàn, ở trong cái môi trường có văn hóa làm việc an toàn. Không ai là muốn là mình bị mất an toàn hết. Nhưng mà tại sao người ta vẫn cứ có những cái thực hành không an toàn, mặc dù ai cũng muốn an toàn cả. Cái đấy là cái mình để xem lại, để xem thực sự là mình đã hỗ trợ cho người ta tối đa chưa, mình đã tạo điều kiện tối đa nhất có thể để cho người ta đã làm được hay chưa. Thế chỉ khi nào mà mình làm được những tất cả những cái điều đấy, đúng không ạ? Từ trang thiết bị, phương tiện, quy định, quy trình, tổ chức công việc nó hợp lý thì chúng ta mới có thể yêu cầu mọi người làm nó đúng được. Và lúc đấy mọi người mới có thể làm đúng được, chứ không ai lại không muốn là mình làm những cái thực hành nó có nguy cơ cao cả. Và khi mà chúng ta đã làm được như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ sẵn lòng, đúng không ạ? Tất cả những cái thực hành trước đây mà nó không an toàn, vệ sinh tay không đúng, găng tay không đúng, đồ dùng vật dụng mình không kiểm soát được. Khi mà mình đã tạo được cái điều kiện hỗ trợ tối đa để cho mọi người làm được ấy, thì tôi đảm bảo các anh chị chắc chắn là mọi người sẽ thay đổi. Đấy, và những cái thay đổi đấy là bền vững. Tất cả mọi người chắc chắn sẽ thay đổi, tất cả mọi người chắc chắn là sẽ sẵn lòng để mà người ta có thể an toàn hơn, đúng không ạ? Để mà đồng nghiệp xung quanh của mình an toàn hơn. Và cái thay đổi đấy thực sự là sẽ là bền vững, và chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể an toàn được. Chỉ có như vậy thì mới đảm bảo là cái ca làm việc, cái kíp làm việc, đúng không ạ? Cái đơn vị của mình nơi làm việc thì mình có thể an toàn được. Và để các anh chị thấy là cái vai trò của kiểm tra, giám sát nó quan trọng như nào. Và đấy là cũng là toàn bộ những cái nội dung mà trao đổi các anh chị trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Tóm lại là chúng ta đang nói về cái vấn đề an toàn cho nhân viên y tế là cái lực lượng quan trọng nhất để mà nói về cái chuyện phòng chống dịch bây giờ. Muốn an toàn cho nhân viên y tế, đúng không ạ? Thì đầu tiên là gì? Chúng ta phải có một cái môi trường làm việc an toàn, thông khí đảm bảo, vệ sinh, bề mặt sạch sẽ, thu gom, xử lý chất thải đúng quy định. Chúng ta phải có những cái thực hành an toàn để làm sao đấy có thể chủ động cắt đứt được những cái đường lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 liên quan đến những cái thực hành rất đơn giản nhưng mà vô cùng quan trọng. Đấy, để mà có thể cắt đứt được lây truyền này liên quan đến việc vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, đúng không ạ? Xử lý những cái đồ dùng, vật dụng, thiết bị ô nhiễm đấy là những cái thực hành vô cùng đơn giản nhưng mà quyết định tới cái việc là chúng ta có an toàn được hay không. Đấy, chúng ta có chủ động cắt đứt được cái lây truyền đấy không. Vấn đề thứ ba chúng ta cũng đã nói đấy là cái việc làm sao đấy chúng ta có những cái chiến lược xét nghiệm này phù hợp, mặc dù chúng ta rất nỗ lực, đúng không ạ? Môi trường cố gắng có những cái thực hành an toàn nhất nhưng mà không có cái gì là có thể tuyệt đối 100% cả. Những cái nguy cơ, những cái rủi ro thì vẫn có thể xảy ra. Thế trong trường hợp như vậy làm sao đấy để chúng ta có thể phát hiện sớm nhất có thể những cái nguy cơ, những cái rủi ro này, làm thế nào để chúng ta có thể cách ly nhanh nhất có thể những cái trường hợp nhân viên y tế nghi ngờ xác định như vậy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc
và mỗi một đơn vị đúng không ạ, chúng ta phải có những cái chiến lược xét nghiệm theo dõi phù hợp cho nhân viên y tế, làm sao đấy phát hiện kịp thời nhưng mà vẫn phải đảm bảo tránh những cái chi phí lãng cho những cái xét nghiệm không cần thiết đúng không ạ, phải có cái hệ thống quản lý sức khỏe tốt để phát hiện kịp thời tất cả những cái trường hợp nhân viên y tế có triệu chứng nghi ngờ có những cái phơi nhiễm nghề nghiệp, chúng ta phải phát hiện kịp thời thông qua những cái giám sát bị động dọc từ nhân phía nhân viên y tế báo cáo lên cũng như là giám sát chủ động từ những cái đơn vị chuyên trách được chỉ định ở trong mỗi đơn vị. Và cái cuối cùng là gì, chúng ta phải duy trì được cái việc kiểm tra giám sát hàng ngày để đảm bảo là gì, những cái quy định, những cái hướng dẫn đó, nó không phải nằm trên giấy tờ mà thực sự là nó đi vào thực hành của mọi người, trở thành cái thói quen, trở thành cái phản xạ của mọi người trong thực hành hàng ngày, thì lúc đấy là chúng ta mới có thể nói tới sức an toàn, lúc đấy là chúng ta mới có thể nói tới cái việc là kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh được. Thì đấy là toàn bộ những cái phần trình bày của tôi ạ. Sau đây thì cũng rất là mong muốn được nghe những cái chia sẻ từ các anh chị cũng như là những cái câu hỏi nếu có ạ.